Cuộc đời con người chỉ có 3 bữa cơm thôi, mà chúng ta cứ nặng hoài, không lẽ đến chết chúng ta cũng nặng. Chúng ta phải sống làm sao đối với 3 bữa cơm này đừng quá nặng, thì nó cũng có 3 bữa cơm cho mình ăn thôi, chứ làm gì không có. Bây giờ quý vị coi, đi đến chùa mình có nhiều người đặt câu hỏi, ủa sao cái ông thầy này ổng hay vậy ta, cũng học lớp 3 thôi đâu có biết gì đâu, nhưng mà sao đi vô chùa sao mà hay quá vậy, tự nhiên làm ông thầy cái khéo léo rồi móc túi người ta hay quá. Nhiều người ta nói vậy đó quý vị. Quý vị biết cái sức ảnh hưởng của những đức mà quý vị cảm nhận được là từ đâu không? Xác thực. Không nhìn ra hả? Những đức đã nhìn cái tầm cỡ của xã hội phát triển này, những đức làm những cái việc làm phải vượt qua cái tầm cỡ đó, nó trở thành một sức ảnh hưởng lớn quá. Quý vị coi, 3.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, mấy người dám đứng ra tổ chức? Quý vị đứng ra tổ chức thì được, nhưng cái người đứng ra tổ chức đi lại chung với người ta đi, rồi quý vị quy tụ được con người đông về lại luôn, nó thành tụ được cái pháp hội đó là phải từ con người đứng tổ chức tu chung giảng pháp, rồi quý vị lại chung mà te tua mà cũng phải làm cho bằng được, và quy tụ con người phải đông thì mới thành công pháp hội. Tổ chức thì tổ chức được rồi, nhưng mà sợ bị tổ chức có 2-3 ngoe, cái tổ có chức có ngày nghỉ bỏ bụng luôn vì mệt quá, đúng không? Nhưng mà tại sao những đức làm được thì biết không? Vì những đức nghĩ cái chuyện cái tương lai, mình nuôi bao nhiêu con người, mình phải làm một cái gì đó sống cùng chết với họ một phát, đúng không? Cái quan trọng cái làm nhắm được mục tiêu. Cái thứ hai là bạn phải gan, gan nữa, phải đòi hỏi gan mà nhìn được mục tiêu nữa. Nó quá nhiều yếu tố gom vào, và mình tin có Phật Bồ Tát gia hộ nữa, kết hợp lại mới làm được cái chương trình này. Không dễ quý vị. Giờ lại cũng te tua tả tơ, nhiều Phật tử nói rằng con ở nhà con cũng lại được 3.000 lại thầy. Những đức nói khi quý vị vô trong đây bị lại chung với mọi người và ở đây luôn đêm hôm ngày đồ mà kho, ăn ít ngủ ít đồ này kia, rồi đông đúc hơ hám, tắm giặt đồ này kia khó khăn mọi mặt, đi vệ sinh không có chỗ, nước không có xài. Trong 3 ngày này mà quý vị ở đây mà lại được 3.000 lại thì quý vị biết không đơn giản đâu, chắc chắn quý vị luôn. Nghĩa là nó nhớ cả cuộc đời quý vị luôn, như bản thân những đức là nhớ cả cuộc đời những đức luôn quý vị, nhớ cả cuộc đời. Và cái lúc những đức lại quý vị biết, phải chi những đức mà khỏe re thì không có sức ảnh hưởng lớn đâu. Những đức gần chết mà còn ói nữa mà, ói mà còn gần chết luôn đó mà. Mà quý vị thấy, nếu như những đức bỏ một buổi, ví dụ như mấy cái buổi mà giảng rồi ca sĩ hát đã quá mệt, đúng ra những đức từ chối cái buổi đó để nghỉ ngơi. Nhưng tại sao những đức không từ chối? Vì bản thân mình từ chối, còn Phật tử ai cũng từ chối hết, thì cái thờ đó bị lỗi rồi, thất bại cái thờ đó còn gì nữa quý vị, đúng không? Đó, nên những đức nói là nhiều yếu tố bị nhìn ra. Tại sao cái sức ảnh hưởng những đức lớn? Khi những đức làm cái gì những đức nói người ta nghe, là vì người ta tin những đức làm thiệt. Chỉ ngay chỗ này thôi, bị làm đi, bị làm cho bằng được cho người ta tin đi, rồi bị sẽ thấy cái sức ảnh hưởng nó lớn à. Chứ đừng có bao giờ nói rằng ông này không khéo gì. Con người thì ai không khéo, ai không khôn. Quý vị ngoài đời, quý vị làm vợ, làm chồng người ta, quý vị cũng căng đầu óc ra để mà kiếm tiền, chứ ai gạt được của quý vị? Không có ai mà giỡn mà móc túi được mấy bà này đâu. Hiểu không? Bây giờ nhân đức nói thiệt chứ, có nhiều cô ở đây mấy cô cũng khôn lắm. Mấy cô cũng có khả năng móc túi được của người ta đó.
là cái cách nói chuyện của mấy cô á. Mấy cô làm ăn khéo léo, mấy cô cũng có thể. Tiền trong túi người ta qua túi mình đó. Nhưng mà mấy cô có thể xả tiền ra được thì mấy cô phải thấy rõ ràng. Ý như tôi muốn nói vậy á. Ý như tôi nói mấy cô rất là khôn, mấy chú rất là khôn. Tại vì chúng ta lo cho một gia đình khó khăn quá, chúng ta phải động não, chúng ta phải có nhiều cách. Rồi buôn bán ngày xưa chưa biết tu, mua nảy chuối 5 ngàn bán 15 ngàn là bán dốt. Đủ cách chúng ta làm hết trơn. Thì ai gạt được chúng ta quý vị? Ai gạt được chúng ta đây? Nên những Đức nói những cái ngôi chùa nổi bật á, thí dụ như những ngôi chùa nổi bật như chùa Ba Vàng đồ này kia rồi đó, thấy không? Người ta cũng đâu phải tầm thường. Những Đức nói thiệt, ngồi mà suy nghĩ kỹ ra, nhìn ngó kỹ đi, một cái tổ chức người ta tổ chức không đơn giản đâu. Những Đức là cái thế mạnh của Những Đức nhất là cái gì? Là phương pháp tu. Nên Những Đức không bài vẽ hình thức. Tôi đã đạt tới trình độ này rồi, bài vẽ nữa ai chịu nổi? Chuyên tu thôi mà giờ còn không có chỗ ngồi mà tu, mà bây giờ bài vẽ nữa thì chỗ đâu ngồi? Còn người ta là do gì không có phương pháp tu cho nhân sinh tu được, nhưng người ta đạt cái trình độ hình thức. Một con người đi tu, đầu óc người ta có thể tính toán ra để người ta xây một ngôi chùa. Vậy vì nói người ta tầm thường lắm hả? Cái khả năng giảng thuyết của người ta, cái khả năng mà thu phục nhân tâm người ta không phải là con người tầm thường đâu quý vị à. Đừng có nói chúng ta có thể thấy người ta dữ dằn quá, trong lòng không vừa bụng thôi. Chứ ngoài ra người ta không tầm thường đâu. Nếu là kẻ tầm thường không làm được những việc gì đâu. Có nhiều người chúng ta cũng hiểu biết điều đó, nhưng mà vẫn thấy người ta đặc biệt như vậy quá, chúng ta vẫn không thích thôi. Ai mà không biết, bản thân những Đức ngồi chỗ cũng nhìn ra, không có ai dạy gì nó thiệt, nó mạnh dạn một câu. Một cơ ngơ lớn như vậy để lấy một cọng cỏ để phe trước mặt người khác đâu. Không làm gì đâu, chắc chắn quý vị luôn. Chắc chắn quý vị không bao giờ có chuyện này. Mà nhất định nội tình bên trong nó phải có một cái gì. Chắc chắn. Mình đừng nên vội vàng. Vì cỡ nào đi chăng nữa, tội lỗi ai làm người đó chịu. Chúng ta đừng nên bỏ cái lời nói mình vào một cái chỗ mà không phải chuyện của mình. Tốt nhất đừng bỏ vào. Thấy không quý vị? Hay nhất là như vậy. Những Đức là người phát triển được đạo tràng. Những Đức biết cái tầm ảnh hưởng của một con người. Phải có một đầu óc cực kỳ cao. Nghiêng quý vị cứ nói Những Đức ngu đi thì sao cũng được. Đó. Nghiêng quý vị cứ nghĩ Những Đức khùng ba trận đi. Còn người ta phát triển đến như vậy thì không phải là người khờ đâu. Người cực kỳ kinh khủng luôn á. Nếu những con người đó mà họ không đi tu á, ngoài đời họ cũng không phải là người tầm thường đâu. Chắc chắn quý vị luôn. Ví dụ như cỡ như chùa Hoằng Pháp đều phát triển, vì coi cái đầu tổ chức người ta cỡ nào chưa. Cái người Phật tử mà biết qua chùa Hoằng Pháp thì đa phần ai cũng biết. Cũng từ nó những khóa tu đó bây giờ vị mới đi vào chuyên tu. Đúng không? Ta làm bao nhiêu chương trình Phật Pháp nhiệm màu, quý vị nghĩ đi, làm ảnh hưởng công chúng cỡ nào chưa. Sách vở truyền bá ra cũng có sức ảnh hưởng. Rồi quý vị mới từ cái nền đó, quý vị đi lên từ từ đến cái chỗ tu hành giải thoát. Nên từ lớp 1 lên từ từ vị đi đến chuyên tu, vị lên lớp, vị quên mất tiêu người ta. Hiểu không? Chúng ta phải nhớ đạo pháp nó phải có những cái tầm quan trọng để mà phát triển đạo pháp. Chúng ta dập tắt hết những cái tầm quan trọng đó, vì ai là những cái cây đứng để cùng đứng với chúng ta. Chùa mình thành công được, phát triển một mình được không? Phải nhiều chùa phát triển thì đạo pháp chúng ta mới truyền bá ra, nhân sinh mới được lợi ích. Quý vị ơi, chúng ta đừng bao giờ dội vàng cho Phật pháp là mê tín. Chúng sanh nó mê quá thì cho nó mê tín có một chỗ gỡ gắm đi. Còn hơn là nó không có chỗ nào gỡ gắm rồi nó biết đem đi về đâu để gỡ gắm. Về mặt tâm linh đây quý vị. Bây giờ người ta xây là một pho tượng thiệt là cao,
Có tượng nhỏ xíu nói, tượng nhỏ xíu, nhỏ hơn tôi. Lại chi? Tượng cao mấy chục thước, tượng bự quá. Chúng sanh nó thấy bự hơn nó sợ. Thì nhờ pho tượng đó nó gỡ gắm mặt tâm linh. Nó chưa có con, nó quỳ trước Bồ Tát. Bồ Tát ơi Bồ Tát, cho con đứa con đi Bồ Tát ơi Bồ Tát. Thấy không? Giống như ở cái nơi nào đó, tượng Quan Âm thì ở đâu biển gì đó. Nói vậy thấy người ta đến chưa? Bao nhiêu năm nay mà nơi đó có lại Quan Âm gì đâu mà ta đến. Người ta nói nơi đó linh. Đó là ta gỡ gắm mặt tâm linh. Có nhiều người, người ta cũng thật sự chưa hiểu Phật Pháp gì đâu. Thôi thì cứ cho người ta gỡ gắm đi. Đúng không quý vị? Còn quý vị mừng quá, quý vị nghe giảng thuyết rõ ràng. Vì cũng là, quý vị cũng là bậc cao cấp. Nó rõ ra là cũng dạng cao cấp. Bây giờ tu hành mà còn nhìn thấu, rồi có con đường giải thoát nữa, rồi biết đủ thường vui nữa quý vị. Không phải ông con đâu, ông lớn á. À, nhiều người ta tu, người ta nghĩ người ta lớn nhưng người ta nhỏ xíu à. Tại vì sao? Vì người ta bị câu thúc trong cái định luật nhân quả đó, nên người ta nhỏ lắm. Còn quý vị đã vượt qua, một số người vượt qua, thì quý vị là người cũng là cái đẳng cấp của Phật Pháp. Quý vị cũng là có nhân duyên sâu dày, nhân duyên sâu dày đó nghe. Đó, nên quý vị nhớ, tất cả người nào có sức ảnh hưởng lớn, đa phần họ phải có một cái nét giỏi gì, chứ không có nói cái chuyện tự nhiên đi gạt người ta được đâu. Thế gian này mà gạt người ta dễ gạt ai chứ. Không. Bây giờ trong chùa mình quý vị cho vài anh em đi gạt người ta thử có gạt được ai không. Bây giờ kêu những ngôn đi gạt người ta thử có gạt được không. Kêu những ngôn đi gạt người ta có gạt được không quý vị? Gạt người ta phải có đẳng cấp gì cao thủ lắm, chứ không phải tầm thường đâu chàng. Không. Ngồi một chỗ mà ai cũng đem tiền gì cúng dường, quý vị nói không phải đơn giản đâu. Nhớ không? Đó. Chúng ta phải dùng chất xám cao độ, và dùng qua lời nói mà giúp người ta giải tỏa cõi lòng, tâm cảm ơn tặng đáy lòng. Nhớ không? Tâm cảm ơn tặng đáy lòng nên mới hy sinh tiền bạc. Ôi vậy ô. Tiền xương máu nó đâu có về. Chúng ta nói bỏ tiền ra là hy sinh đó quý vị ơi. Thấy không? Đó, nó phải là người ta truyền trao lời nói từ xa, nhưng mà người ta giúp cho quý vị giải tỏa những nỗi buồn, rồi người ta giúp cho quý vị gỡ gắm về những sự buồn phiền đến với người ta. Thấy không? Người ta có khả năng đó, quý vị đi làm khả năng đó đi. Không dễ đâu, không dễ đâu quý vị. Nói bây giờ quý vị coi từng chủ nhật nào mà cũng người ta giềng nằm nghiêng nằm ngã, ngồi nghiêng ngồi ngã, ngáp lên ngáp xuống, mà ngồi không dám đi ra, thì quý vị nghĩ cỡ nào chưa? Đúng không? Mà trong đây á, nhiều người có học thức, nhiều người giàu, nhiều người có điều kiện. Quý vị thấy cái lượng Phật tử đi đến chùa mình không? Xe con chạy rầm rầm như xe Honda. Đó. Thấy không? Đâu phải người ta nghèo đâu. Mà người ta cảm thấy, người ta đón nhận về mặt tâm linh. Người ta có một cái cảm giác bình an. Người ta có một cái niềm vui sướng gì. Nên người ta mới về đây. Đúng quý vị? Chùa thì nhiều chùa. Như quý vị trên thành phố, quý vị thấy có thiếu chùa lớn không? Quý vị đi đến đây, quý vị đi xa, đi lên đây làm chi? Người ta phải có một cái cảm giác gì, có một cái nguồn năng lượng gì truyền tải. Đúng không? Đó. Nên á, thí dụ như bây giờ những đức là một cái bình to, còn quý vị là những cái bình nhỏ. Mà quý vị mỗi tuần đi đến đây là cái bình nhỏ kia nó câu qua bình to này, cái bình to này truyền điện qua bình nhỏ đó. Hiểu không? Không quý vị?
đó, nên người ta cảm giác nó được có điện, có điện thêm là năng lượng quý vị, năng lượng này nó tiếp cho quý vị. Bây giờ những đứa cũng nhờ quý vị, tại những đứa ở trong chùa năng lượng những đứa nó đầy quá, nếu mà bây giờ những đứa không truyền tải cho quý vị thì nó nổ bình, nổ bình đầy quá quý vị. Thì bây giờ phải cần truyền ra, phải cần tải ra. Thì bây giờ bao nhiêu bình con về thì những đức mới truyền tải ra và bơm điện cho quý vị đó. Đúng không? Đó. Thì từ nơi đó quý vị biết rằng là người ta có năng lượng. Thì năng lượng người ta có được thì trong 5-6 ngày người ta ngoài đời làm ăn, tự nhiên người ta vui vẻ, người ta cởi mở, người ta làm ăn được. Mà mỗi ngày còn phải, còn phải câu điện qua nữa đó nghe. Mỗi ngày cũng câu nữa đó quý vị. Đi về đây là câu đường điện gần, nhưng mà ở xa là câu đường điện xa. Thì biết những đứa đầu tư cỡ nào chưa? Đúng không? Nội mà mua dây điện thôi thì biết bao nhiêu rồi đó. Người ta mua dây điện mà mỗi nơi người ta còn có điện hạ thế đâu này kia, phải đưa bình bự lên để truyền tải. Chứ đâu phải là một đường điện ở đây mà câu đi luôn mà ra điện nổi. Tại vì đường xa quá, nửa đường nó mắc điện này kia nó cũng không được. Nên người ta phải nhờ những cái bình nhiều nơi. Mấy cái bình nhiều nơi là mấy bà trưởng đoàn đó. Hiểu chưa? Rồi, thấy chưa? Kết hợp. Từ nơi đó người ta mới truyền điện khắp nơi nơi. Mà người ta ngồi đây mà người ta còn truyền điện qua tới bên Mỹ bên giờ này. Nước ngoài giờ này người ta đang nghe trực tiếp quá trời luôn. Cái trực tiếp mình giờ người ta coi đông lắm đó quý vị. Trực tiếp là coi rất đông. Thì quý vị coi người ta đầu tư đến mức như vậy, người ta đầu tư quá dữ dằn rồi, thì bây giờ người phải trả lại cho người ta chứ. Đúng quý vị đó. Nên á, quý vị ngoài đời kinh doanh cũng vậy. Quý vị đã mở ra rất nhiều công ty con khắp nơi thì nó mới thu thập về công ty chính, nó phải là cao độ thì mới mở công ty con nhiều. Còn nếu mà mở càng nhiều công ty mà công ty chính càng ngày càng lụng bại thì mở làm chi? Không ai đi mở công ty như vậy, làm mà không có được cái gì làm chi. Thì tôi bây giờ tôi mở nhiều công ty con thì phải trả lại công ty chính, nó phải phong phú. Hiểu không? Đó, vậy tôi mới làm. Nó, nhưng mà trả lại cho chúng ta phong phú cái gì? Niềm vui. Đúng quý vị? Niềm vui và nụ cười. Quý vị nhớ, có niềm vui, có nụ cười là sẽ có tất cả. Có tất cả. Quý vị biết rằng cái thế giới cực lạc vì sao đặc biệt như vậy? Vì cái thế giới cực lạc vui vẻ nên không có sự phá hoại. Không có phá hoại. Còn cái thế giới này tại sao nhiều nơi bị ảnh hưởng? Vì có phá hoại. Trong một gia đình thôi quý vị thấy, mình bồi dưỡng mà có người phá hoại. Đúng không? Đó. Nên chúng ta là những người học Phật, chúng ta phải biết bảo vệ những ngôi chùa đang phát triển Phật Pháp. Vậy mình mới khôn. Chứ mình đi hủy hoại những ngôi chùa phát triển Phật Pháp hết trơn, vậy chúng ta có đứng yên được không? Thật sự mà nói, một khu rừng thì không thể nào là một cái cây được. Một khu rừng thì dù có cây nhỏ cây lớn cũng phải là có cây trong đó. Thì khi cơn bão tố kéo đến thì mỗi cái cây nó nương nhau, nó chịu một chút mà khu rừng vẫn còn tồn tại. Hiểu không? Nên mỗi một người học Phật, mỗi một Phật tử, Phật tử là giống như con Phật vậy đó. Còn thầy là đệ tử của Phật. Còn mình là hạng nhỏ xuống là con Phật đi. Cháu Phật, chích Phật. Hiểu không? Cháu chích cũng là dòng họ của Phật. Chúng ta là dòng họ của Phật quý vị. Vậy đã là dòng họ của Phật thì bảo vệ cho Phật, đừng có chửi Phật. Hiểu không? Nên chỉ có ngoại đạo nó mới chửi Phật thôi. Chứ nếu dòng họ của Phật thì thương Phật không hết, làm gì đi chửi Phật. Đúng quý vị? À. Mà dòng họ của Phật thì cũng có những người chúng ta còn nghiệp chướng nặng, thì chúng ta ở trong đạo Phật mà vẫn còn sai. Nhưng chúng ta cũng còn sai mà.
Thì tại sao chúng ta không thương yêu những cái người lỡ phạm phải sai lầm? Thương yêu họ, nghe không? Nói chứ quý thầy thì không có vợ con gì hết, quý thầy cũng hiểu được cái nguyên lý. Thì mình có tạo dựng cái sự nghiệp Phật Pháp lớn cỡ nào, dù là chưa phải đạt đến cái tâm giải thoát, nhưng cũng có cái tâm muốn cho chúng sanh được lợi ích. Thật sự, vì các thầy đâu có vợ con đâu quý vị. Vì các thầy cũng biết được sớm muộn các thầy cũng chết thôi, các thầy có cầm gì theo được đâu. Nên mỗi chùa mỗi cách cũng đều là nghĩ cho chúng sanh. Có những ngôi chùa Tết gì phải làm củ kiệu, phải làm món này món kia để gửi cho Phật tử, đa dạng hết chứ. Rồi chùa chiền có những ngôi chùa phải dọn dẹp đồ trưng bày cho đẹp, để Phật tử dịp Tết có cái điểm về để gỡ gắm về mặt tâm linh, cầu nguyện. Nghe không? Những chùa thì tổ chức đêm 30 giao thừa cho Phật tử được về chùa đón giao thừa, được nghe quý thầy nhắc nhở vài câu Phật Pháp, nghe lời kính tiếng kệ. Có những chùa thì qua Tết thì người ta lại tổ chức lại vạn Phật để cầu nguyện cho quốc thế dân an. Nghĩa là đa dạng đạo Pháp thì 84,000 pháp môn, nó đa dạng đều là thiện tâm. Nhưng cái thiện đạt đến trình độ nào thì tùy vào con người có góc độ đó. Điều thiện á thôi, chắc chắn luôn quý vị à. Nên nhà Đức tin 100%. Còn đạo Pháp thì loài người còn có hạnh phúc, còn có hạnh phúc. Quý vị thấy á, có người được dạy mà có người còn sai như vậy. Nếu như con người chúng ta mà không được dạy gì hết, tùy tiện không tin nhân quả, thì con người sẽ ác cỡ nào? Sẽ ác cỡ nào? Thấy không? Nên á, mình thấy người ta bị cái gì, mình ngồi hồi tưởng lại, nếu một ngày nào mình như người ta, ai cũng đạp, ai cũng đá mình hết thì sao? Có nhiều người nói, mấy cái nơi người ta làm vậy, thầy thương người ta làm gì? Nói tờ, mình một ngày nào biết đâu bản thân mình vậy thì sao chạy? Ai biết được quý vị ơi, ở cái cõi đời này mà, ai mà yên hoài đâu? Họ cũng có một thờ thịnh vượng dữ lắm chứ, hiểu không? Nó nên á, quý vị nhớ kỹ, cái duyên của người đến cái cõi đời này mà hành đạo, mà đông người đi theo, một lời nói của họ có trọng lượng, là căn duyên của họ cũng không tầm thường. Căn duyên cũng không tầm thường đâu. Đó. Nên á, những đức á, có những lúc nói chuyện nó dễ dở ương ương, có những lúc nói chuyện á, buộc buộc mở mở, có những lúc nói chuyện ở trong câu nói nó có ý và trong câu nói không có ý. Tùy vào người nghe ý không ý, quý vị tự ở bên trong ấy. Rồi có những người đặt vấn đề trong tâm, thầy không phải đơn giản, thầy cũng phi phàm lắm đâu. Nói ra để trong tâm họ nó đặt vào trong đó đó quý vị. Vì cái đạo Pháp á, hướng dẫn trong cái thời cuộc này, mặc niệm có được, nó phải là động niệm. Tại vì con người chúng ta là động niệm, nếu đi vào mặc niệm thì trong thời cuộc này không có đổ sánh được, phải động niệm. Mà là động niệm thì chúng ta con người nó phải hoạt động cao độ, dở dở ương ương, lúc thánh lúc phàm, lúc khôn lúc dại, nó đủ chuyện nằm bên trong, đúng không? Thì mới độ sánh thời cuộc này được. Và người ta nghe người ta mới thấy nó có một cái gì sao mà không hiểu nổi, rồi hiểu như không hiểu, không hiểu mà là hiểu. Nó làm người ta nó phải bị cái sức thu hút đó quý vị, nó không thể nào dứt ra được. Kéo hoài, kéo hoài, kéo hoài. Quý vị thấy cái hình ảnh mà Phật A Di Đà mà cầm sợi dây buộc hai người mà gịch chưa? Hiểu không? Nó cái hình người ta viết cái ý nói cái thế giới cực lạc tốt như vậy, mà bây giờ cái con người ở cái cõi này họ khổ gì? Mà bây giờ Đức Phật nó có thế giới cực lạc tốt như vậy, ngài lập sẵn đi về đó đi, nhưng mà nó không chịu gì. Mà Đức Phật A Di Đà ngài buộc vô cần cổ, ngài kéo nó, mà nó ghi Phật A Di Đà lại.
Phật A Di Đà cong lưng mà gịch. Ý nói là chúng sanh quá kiên cường, gan dạ trong cái khổ đau, nên ta bà còn gọi là kham nhẫn. Khổ quá mà nhẫn ở đây, hiểu không? Đó. Bây giờ nhiều người già ngồi đây, những người ngồi đây nè, chúng ta cũng có hoàn cảnh khổ nè. Như vậy đó mà quý vị chấp nhận cái khổ ở trong đó mà chịu đựng không thoát ra. Nhưng Đức không phải kêu quý vị đá đổ cái khổ đó, mà quý vị nên hiểu cái nguyên lý của nhân quả quý vị đang trả. Và quý vị nên lập trình cho mình một con đường để mình đi về cực lạc. Đi thì quá đặc biệt rồi. Mẹ những đứa ngày xưa bà cũng khổ. Bà nói rằng bà sẽ khổ cả đời bà vì con bà. Đến khi bà chết là xong. Cái khổ đó và nghĩ như vậy nó không có sai. Nhưng bạn đang đi vào con đường mù quáng của một đời người. Tại bạn có thể lo cho con, lo gia đình bạn tới xong chết là xong. Nhưng cái cuộc đời bạn nó có xong không? Nó theo cái định luật nhân quả xoay chuyển về hình thức. Lúc bạn trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nói tam đồ là một câu nói, nhưng quả báo khi đọa vào thì không tưởng tượng đâu bạn ơi. Nó kinh lắm. Bạn có thể làm cái trách nhiệm đó của bạn đối với cái gia đình bạn, nhưng bạn phải làm sao bạn phải thoát ra cái khổ này thì mới giúp được họ để thoát ra, đúng không? Giờ chúng ta mãi mê trong đó để chịu đựng cái khổ trong đó và nằm im trong đó để cho rằng ta đã tròn trách nhiệm và vui khổ trong đó, vui khổ trong đó mà không cầu giải thoát thì đúng là uổng một đời của người mê hoặc điên đảo. Chúng ta có thể bị chồng đánh tối ngày đó. Ngày xưa chúng ta khổ vô cùng mà giết chúng ta ly đòn. Bữa nay sẽ bị đánh, bữa nay sẽ bị đánh, bữa nay sẽ bị đánh. Và ta cứ bị đánh vào một đời bị đánh. Ta không có một hướng gì để thoát ra được hết. Hôm nay chúng ta cũng bị đánh, nhưng chúng ta có nghĩ một tương lai ta sẽ thoát bị đánh. Đó là niệm Phật sanh cực lạc. Có con đường liền. Vì thấy Phật pháp có mê tín không? Làm sao mê tín được? Bây giờ đơn giản là quý vị học ở cuộc đời này, quý vị có khả năng học tập, quý vị cũng suy nghĩ rằng tương lai vì chọn một công ty nào, một công việc nào, một cái nghề nào, một quốc gia nào quý vị đi đến định cư, hoặc là công ty quý vị đi đến làm nó có sự đãi ngộ như thế nào, ông chủ như thế nào, mức lương như thế nào, và làm mỗi tuần được nghỉ làm sao, rồi quý vị có cái nơi mà ở ngay chỗ làm sao, được đãi ngộ mỗi năm như thế nào, rồi mỗi năm được cho đi du lịch chơi làm sao. Quý vị còn đi tìm hiểu ra cái công ty như vậy để đi đến đó để làm. Chỉ có người cu ly không có trình độ gì cả thì chúng ta chỉ cần có việc làm để có ba buổi cơm thôi. Chứ thật sự quý vị thông minh một chút thôi, quý vị cũng chọn chỗ định cư. Có những người giàu nữa, Việt Nam chúng ta mua nhà nước ngoài, mà người ta phải lựa những cái quốc gia, mỗi một cái tiểu bang nào, vị trí nào là bình an để người ta đi đến nơi đó định cư để ở, đúng không? Quý vị có thể nghĩ như vậy, tại sao quý vị không định cư ở thế giới cực lạc? Đúng không? Cái định cư ở nước ngoài, vì có một số vốn rất lớn về tiền bạc, phải bị có một cái mối quan hệ cực kỳ đặc biệt, quý vị mới đi đến nơi đó định cư mua nhà. Như nước Mỹ, những tiểu bang nước Mỹ vì muốn mua nhà không đơn giản. Hãy nhớ, không đơn giản chút nào. Quý vị phải có điều kiện như thế nào, quý vị có một ngăn khoản tiền rất là lớn, vì có người quen bên đó như thế nào thì vị mới qua bên đó mua nhà định cư ở nước ngoài được. Vị mới mua bảo hiểm như thế nào, rồi như thế nào đủ thể loại hết chứ, vị mới qua nước ngoài bị ở bên đó. Nó rất nhiều thứ lộn xộn lu bu, khi bệnh đau thì người ta chi trả hết thuốc men này kia. Đó cũng là sự đãi ngộ của một số người nghĩ rằng nước ngoài người ta có những sự đãi ngộ tốt, người ta qua bên đó định cư. Nhưng mà ở thế giới cực lạc bạn còn không cần phải bệnh nữa, đúng không? Và không có đấu tranh, không có hơn thua. Mỗi ngày bạn sống trong một cái pháp vị mà bạn muốn đi du lịch thì mười phương khắp pháp giới là điểm du lịch của bạn thoải mái, đúng không?
Ngày nào cũng đi, khỏi cần mua vé máy bay, khỏi cần đặt vé khoản hồi gì lại mất công, đúng không? Khỏi cần hết. Muốn đi là trong ý niệm chúng ta đã đi đến quốc độ khác chơi rồi. Thí dụ như bây giờ quý vị đi đến cõi chờ, thì chúng ta thí dụ như nói vua chờ đi. Vua chờ thì chúng ta nói như ông tổng thống của một đất nước đi. Quý vị là một người dân bình thường, quý vị đi đến đó có ông tổng thống nào đến đón quý vị không? Không có chuyện này đâu, đừng có nói tổng thống mất công. Một người có chức phận một chút cũng không đi đến đón. Giỏi lắm bạn quen mới đi đến đón. Nhưng mà người ở thế giới cực lạc đi xuống cõi chờ thì vua chờ đến đón. Chứ sao? Tụng kinh vô lượng thọ đi rồi sẽ hiểu. Đó. Tụng kinh vô lượng thọ thì sẽ hiểu thôi. Khi Phật phân tách ra cái vẻ đẹp của người cõi chờ và thế giới cực lạc thì giống như kẻ ăn mày đứng bên cạnh của đế vương. Đúng không? Vậy thì vua chờ đến mà nghinh đón người thế giới cực lạc là quá mừng rồi đó. Được nghinh đón người ở thế giới cực lạc. Còn người ở thế giới cực lạc đi xuống dưới địa ngục thì vua Diêm La phải tất cả dẫn phán quan đến để nghinh đón. Vậy thì quý vị cứ nghĩ, quý vị là người con của cha mẹ mà sinh về thế giới cực lạc, thì cha mẹ quý vị còn đỏ ở dưới địa ngục không? Sao đỏ địa ngục? Sao mà đỏ địa ngục? Một người thành tựu củ quyền thắng, vì muốn giúp cho ông bà tổ tiên bị sanh cực lạc thì quý vị phải giảng sanh cực lạc, đúng không? Bây giờ quý vị nghĩ nè, quý vị có người quen bên nước ngoài, nước Mỹ, vì có một điều kiện tiền bạc rất nhiều, vì định cư qua bên đó, qua bên đó có người quen giới thiệu đủ cách, đúng không? Thì quý vị đi qua đó. Như vậy thì quý vị có người quen ở thế giới cực lạc thì chắc chắn sẽ đưa quý vị về cực lạc. Tại vì ngày nào mình cũng đến được để khuyên họ, mình nói họ về thế giới cực lạc rất là tốt như vậy, mình bày vẽ cho họ về thế giới cực lạc, họ nghe lời mình, họ niệm Phật, họ cũng về cực lạc. Thấy hay không? Nó bây giờ chia sẻ cho quý vị nghe, từ đời lãnh đạo, từ đạo đi lên tới giải thoát thì cực lạc luôn, từng công đoạn, đúng không? Nó rõ ràng đó. Nên từ nơi đó mà cái người ở thế giới cực lạc là đúng là quá tuyệt vời. Vì năng lực thần thông trí tuệ, khả năng nhẫn nhịn của người ta cực kỳ cao độ, đạt tới trình độ hoàn toàn thanh tịnh. Thế giới cực lạc chúng ta về đó là một lý tưởng đẹp nhất và một ý chí đặc biệt tuyệt vời, một tư tưởng hướng thượng cao độ. Một con người không hiểu thì cho rằng quý vị ăn cơm dưới đất nói chuyện trên chờ. Nói chuyện trên chờ là việc nhỏ, nói chuyện ở thế giới cực lạc đó. Chuyện ở thế giới cực lạc đó. Giờ này ở thế giới cực lạc ta đang thuyết pháp cho nó. Có những người hỏi sao thầy biết giờ này thế giới cực lạc, bằng chứng nào? Thì như Đức hỏi lại quý vị, có bằng chứng nào biết được ở thế giới cực lạc giờ này không thuyết pháp? Không có bằng chứng nào hết trơn. Kinh giáo Phật nói có bằng chứng. Cái gì? Ở thế giới cực lạc thường xuyên phô diễn pháp âm. Có. Các vị nói thế giới cực lạc không có phô diễn pháp âm, bằng chứng nào? Không có ai làm chứng với vị chứ. Hiểu không? Kinh giáo thì có nói, chúng ta nương vào lời Phật. Y pháp bắt y nhân là như vậy. Pháp Phật dạy mà. Hiểu không? Giờ này mình đang thuyết pháp đầm rầm ở đây, ở thế giới cực lạc Phật A Di Đà cũng đang thuyết pháp đầm rầm ở trên. Phật A Di Đà ngài chỉnh, ngài đang nói câu nói gì phải không? Ở cái cõi ta bà mười muôn ức cõi Phật có một cái đạo tràng đang giảng tịnh độ chứ thôi. Những chúng sanh ở cõi ta bà gần Tết nhất lu bu chuyện vì mà văn lợi nghe tịnh độ đi cầu sanh cực lạc.
Thì Phật A Di Đà ngày vừa nói vậy, vị biết rằng thế giới của cõi ta bà chúng ta, khi Đức Thích Ca Mâu Ni tán thán thế giới cực lạc, thì Ngài phải dùng thần lực của Ngài để cho tất cả bậc A-la-hán nhìn thấy cực lạc. Nhưng ở cực lạc mà Phật A Di Đà vừa nói như vậy thôi, thì tất cả những bậc Bồ Tát ở thế giới cực lạc đều nhìn thấy rõ ràng cái vị ở đây. Thấy rõ ràng luôn. Đó. Nên từ nơi đó mà mỗi người ta đều phóng một chút quang minh thôi. Quý vị ở đây đổ mồ hôi chút đỉnh đó. Quý vị có thể đổ vài giọt mồ hôi hoặc là hầm một chút, đó là gì? Tiệp nghiệp chướng đang tiêu trừ. Chứ sao? Đó. Nên cái cảm giác này quý vị thấy không? Cái cảm giác đoạn này quý vị thấy lăn lăn tuyệt vời chưa? Đó. Chia sẻ tịnh độ mà cái cảm giác này mới thật sự là cực lạc hiện đời. Cực lạc hiện đời đó quý vị. Đừng có nói ở thế giới cực lạc đang tán tán quý vị, mười phương chư Phật đang nhìn quý vị đó. Vì sao mười phương chư Phật đang ưu ái cái người ở cái cõi ta bà này dữ dằn này? Bây giờ quý vị nghĩ nè, quý vị đi đến một cái địa phương nào đó, cái nơi đó toàn là dân chài lưới đánh bắt sát sanh hại vật, mà trong cái địa phương đó lại có một nhà biết tu, quý vị đi đến vừa gặp một cái là bị kính lễ liền. Kinh quá. Cái địa phương này toàn là dân ác nhiều mà vậy mà xuất hiện một ngôi nhà biết tu, xuất hiện ông này có đạo đức, đúng là thiện căn sâu dày, đúng không? Vậy thì mười phương chư Phật vì sao để ý quý vị, quan sát quý vị? Phật A Di Đà vì sao thường quan sát cõi ta bà? Vì cõi ta bà khổ đau và hư nhiều, nhưng mà có một lượng người thiệt đông như vậy mỗi ngày đến nghe pháp mỗi tuần chủ nhật thứ bảy, thì mười phương chư Phật nói rằng lành thay, lành thay, đúng không? Lành thay, lành thay. Thì giống hệt như chư Phật mười phương tán thác Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức Thích Ca Mâu Ni thiệt là cường khôi, sanh trong cái thời cuộc chúng sanh nhiều kiếp nạn, đấu đá hơn thua Ấn Độ. Lúc đó cũng là sự hơn thua đấu đá dữ dằn lắm quý vị. Phân tách ra những cái gọi là chủng tộc dữ lắm chứ giỡn đâu. Sanh trong đó là bậc cường khôi, để ở cõi ta bà khó khăn nhiều chướng nạn, quỷ dữ lộng hành, trở ngại trùng trùng mà thành Phật ở cõi đó. Nào, kinh không? Tán thán Phật Thích Ca Mâu Ni vì sao trong cái khó quá mà tu để thành tựu quả vị Phật. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài mới dùng cái trí tuệ của Ngài để truyền bá cái pháp môn tịnh độ này, để nghĩ cho chúng sanh trong thời mạt pháp này. Nếu như quý vị bây giờ đời này, đời kiếp này mà không niệm Phật giảng sanh thì chờ chứ từng nào đây? Chờ tới chừng nào? Chờ chừng nào mà có một người xuống giảng chuyên nhất gì nữa thì không biết chừng nào có. Hiểu không? Chị thấy từ đó tới giờ có ai giảng tịnh độ mà nhắc hoài quý vị như mưa lâu thấm đất không? Chắc chắn quý vị sẽ không bao giờ có, chưa thấy luôn. Chưa thấy ai mà tán tán câu Phật hiệu mà nói hoài câu Phật hiệu, nói hoài câu Phật hiệu mỗi ngày cho quý vị nghe luôn. Cái chuyện này rất là khó. Tại vì sao? Cứ nói hoài một câu Phật hiệu, không? Vì sao thời cuộc này phải nói hoài câu Phật hiệu? Vì thời cuộc này quý vị quá bận tâm vì cơm ăn áo bận. Nếu không nói một câu Phật hiệu thì phương pháp tu quý vị sẽ có sự trở ngại. Trở ngại là chắc chắn luôn. Nên phải chuyên nhất một câu Phật hiệu nói hoài. Vì sao chư tổ sư phải giảng thuyết nhiều thêm? Vì thời cuộc đó có thời gian để tiếp nhận. Khác nhau quý vị ơi, hiểu không? Nên từ nó ra đây là chúng ta có cơ hội nè, nhân duyên đặc biệt nè. Bây giờ trong cái hoàn cảnh nào quý vị cũng phải cố gắng niệm Phật.
đừng có sao lãng. Nếu như cuộc đời chúng ta mà không gặp Phật pháp, quý vị coi cái khổ đau này cách nào để hóa giải đây quý vị? Cách nào để hóa giải đây? Quý vị ơi, bây giờ chúng ta ngồi ở đây nè, có những người mà chúng ta khổ quý vị, khổ đến mức mà bây giờ chúng ta không biết cái lối thoát là chỗ nào luôn. Khổ đến mức như vậy đấy. Hồi sáng như Đức nói, có gia đình này cũng khá giả. Cha cũng làm công an. Một cây được có một trái. Thương thằng nhỏ này quá, chiều chuộng nó, hư. Mới có 23 tuổi thôi mà giờ nó bị tai biến sắp chết. 23 tuổi à. Vì thấy ông hư quá hết phước. Hung bạo hư hỏng, xài phước hết. Hết phước. Bây giờ gần chết à. Lỡ hỏi Nhân Đức bây giờ con phải làm sao? Nhân Đức nói niệm Phật cho nó chứ thì sao? Niệm Phật cho nó chứ thì sao? Rồi xong á, người cha hỏi Nhân Đức nói thì ông cũng niệm Phật cho nó chứ thì sao? Nói giờ cái công việc của con niệm Phật nó kỳ lắm. Nhân Đức nói niệm Phật nó kỳ gì đâu, niệm cái kỳ. Niệm Phật vẫn ngon chứ, đúng không? Lúc nó còn sống mình cho nó tiền bạc ăn chơi, cuối cùng bây giờ nó hết phước nó chết. Phật là vạn đức hồng danh, niệm cho nó đi, để nguyện cái đức của Phật để tiễn đưa nó đi đến cái quốc độ bình an, đúng không? Đạo pháp có thời gian dài vậy, nếu hoàn toàn nó không có một chút gì lợi ích thì sớm diệt vong rồi, đâu còn tới bây giờ. Chúng ta nhớ kỹ, bất cứ vị trí nào nó cũng có cái hay cái dở của nó chứ, đều có hai mặt. Quý vị thấy con người mà có người trắng người đen, đúng không? Phiên Tây Du Ký mà còn có chê trắng cái chê đen, mà có cái chê trắng cái chê đen không? Nào rồi bây giờ quý vị nhìn cơ thể vị coi, có chỗ trắng có chỗ đen, phải không? Chứ đâu phải chỗ nào cũng đen hết mà chỗ nào cũng trắng hết đâu. Dù cái da mặt người này có đen cỡ nào thì nó cũng trắng hơn là một cái chỗ đen khác, phải không? Từ nơi đó đã là trắng đen thì loài người cũng có thiện và ác. Quý vị biết vì sao mà thiên ma cho đệ tử ma vào đạo Phật không? Vì không có thiên ma thì làm sao có Phật? Nếu ai cũng bước vào nhà Phật mà tu bình yên vô sự, vậy thì khỏi đời này không còn là ta bà. Quý vị từ khi đi học và đi thi, vì thấy có trở ngại không? Đâu phải dễ, thi đậu làm quan cũng là khó, mà vô chốn quan trường cũng khó, tại vì mặt nào nó cũng có đăng, trắng và đen. Thí vị đi học trong trường học có trắng đen, trắng đen có thượng trung hạ, càng lên cao thì trắng càng nhiều mà đen càng nhiều, hiểu không? Càng lên cao thì trắng càng nhiều, đen càng nhiều. Tại vì cái mặt đen nhiều để nó khảo đảo cái mặt trắng của mày có thật sự trắng hay không, đúng không? Khảo đảo mình. Nên á, một con người phàm phu mà làm sao có chữ nhãn? Chữ nhãn là ngay chỗ khảo đảo mà thành nhãn. Ngay khảo đảo mà nhãn. Thí dụ như một con người nó không bao giờ bị đánh thì nó chỉ cần bị đánh cái thôi nó đau vô cùng. Nhưng một con người mà nó thường bị đánh thì quý vị đánh nó có đau nhưng không đau nhiều, đúng không?
Một con người chưa từng bị chửi, khi ai chửi nó sẽ không chịu nổi. Nhưng con người thường bị chửi thì ai chửi mình cũng thấy bình thường, đúng không? Nên nói rằng là ma ba tuần cho đệ tử xuống khóa đạo Phật, nhưng thật sự thì cũng là Phật. Thấy không? Cũng là Phật. Đây cái cõi Ta Bà, người tu giải thoát, đây là cái chạm tiếp dẫn. Cái chạm tiếp dẫn này quý vị qua được thì tích lọc quý vị lại để quý vị về cực lạc Tây Phương. Qua cái chạm cuối này để siêu vượt thập pháp giới, mà nói cái chuyện giống như là đùa chơi được, đúng không? Cái chạm là cái chạm cuối cùng để quyết định mình đi về thế giới của Phật để chấm dứt sự khổ đau. Thì bao nhiêu con nợ nó cũng tập trung một lúc này để ngăn chặn lại chứ. Hiểu không? Chúng ta không cần phải đấu đá với con nợ. Chúng ta chỉ cần tín nguyện niệm Phật là được rồi. Ví dụ như bây giờ đi, quý vị ngày xưa ông chồng ông đạp quý vị rầm rầm rầm, nó đạp nó chắn nước, nó cho chỏ móc mắt, vì than thở quá trời. Bây giờ quý vị tín nguyện niệm Phật, nó đạp rầm 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 rầm, quý vị a di đà Phật, đạp rầm 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 a di đà Phật, đạp rầm 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 a di đà Phật, chắn nước quý vị, nó đâu có chắn cho chết, nó nhặn xuống nó kéo lên, nó nhặn xuống cái nước mình sặc. A di đà Phật. Giết cái thằng mà đánh mình nó sợ. Quý vị coi cái câu chuyện mà Lục Tổ Huệ Năng chưa? Cái thằng mà đánh Lục Tổ á, nó quýnh Lục Tổ như là nó quýnh con ghẻ vậy. Nó cho chỏ nó lên gối, nó quýnh rầm 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 rầm. Lục Tổ bình thường cho đánh luôn, đánh thôi, đánh bình thường luôn. Đánh chút nó nói là ngược lại câu, nó nói câu gì nè: mày là người gì? Nó nói ngược, mày là người gì? Kinh khủng quá. Lục Tổ không nói gì, tại vì người ta tu thiền, người ta thiền định. Còn mình nói giùm Lục Tổ một câu: tao là người gì thế giới cực lạc? Được không? Tao là người gì thế giới cực lạc? Vậy thì tại sao nó đánh mình dữ vậy? Vì chúng ta nhiều đời nhiều kiếp ăn thịt chúng sanh, ngấu nghiến mình, cắn mình xẻ thịt chúng sanh, tá lả âm binh. Thì bây giờ chúng sanh nó kết lại một thành một cái nghiệp của thằng này, đánh mình để giải nghiệp. Chứ sao? Không có một thằng chồng này đánh, vậy thì chúng ta không có nghiệp này. Nhưng nó sẽ làm mình cái khổ về nội tâm. Trong cái cuộc đời này không khổ về thân thì phải khổ về tâm, không khổ tâm thì khổ thân. Sao mà không khổ đây? Vì công nhận không, ở đây ai không khổ? Bây giờ những đứa hỏi thật lòng quý vị, trong cái cuộc đời chúng ta ai là người có khổ đưa tay coi. Đây tôi cũng đưa tay luôn. Chúng ta lắc cho cái khổ nó buông xuống đi. Đó. Vì thấy không, đa bằng ai cũng khổ. Đức Thích Ca Mâu Ni ngày nói rõ ràng: Ta Bà khổ, khổ không nói hết. Đúng không? Khổ rõ ràng. Cực lạc vui, vui chẳng nghĩ bàn. Một cái nơi quá khổ để cho chúng ta muốn thoát khổ. Nếu cái nơi này nó không quá khổ thì làm sao chúng ta thoát khổ? Đúng không? Bây giờ chúng ta bị một cái sợi dây của cõi Ta Bà này nó buộc chặt lại, chúng ta phải tìm mọi cách để mở sợi dây này ra, đi ra chứ. Mà muốn mở được cái sợi dây của cõi Ta Bà này thì là bổn nguyện Di Đà mới có khả năng mở. Vì cái sợi dây của cõi Ta Bà này là một cái sợi dây vô hình, nghiệp trước của vô lượng kiếp. Cái sợi dây này không phải là cái sợi dây mà có thể tướng,
mà nó là cái sợi dây vô tướng buộc chết chúng ta trong cõi ta bà này. Ghê không? Có những người bị ung thư đau, họ nói rằng cái đau của nó là ở bên trong hoàn toàn, đâm đâm chọt 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 bên trong, xương thịt nó đau bên trong. Có những cái đau hoàn toàn là ở bên trong, cái đau rất lạ kỳ, nó nằm từ bên trong. Đây gọi là gì? Vô hình tướng đau. Nên cái nghiệp chướng nó quay lại, sự đau đớn nó trả nợ từ trong xương tủy của mình, mà từ tâm thức của chúng ta là ác, nó mới làm cho cái đau đó sanh ra như vậy. Nên gỡ được cái sợi dây của cõi ta bà khổ đau này là bổn nguyện Di Đà, là như thuốc giải. Viên thuốc của Đức Thích Ca Mâu Ni không hữu hiệu, cuối cùng ngày chỉ viên thuốc của A Di Đà Phật hữu hiệu hơn. Đúng không? Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta phải tin vào bổn nguyện niệm Phật, nắm chắc câu Phật hiệu. Chồng vợ nó đạp râm râm râm. Có cái ông này, ông làm chồng mà ông nói những đức này: vợ con đánh con kỳ cục lắm thầy, xưa giờ chưa từng thấy. Ông nói: con kể cho thầy nghe, thầy đừng có kể cho ai nghe, con mắc cỡ. Ông đang ngồi đây nè, ông đang ngồi đây nè, ngồi đây luôn. Nhìn thì không biết ông nào. Ai biết? Coi coi ông nào bị vợ đánh. Thì quý vị biết á, ông nói gì nè: vợ ông đánh ông rất kỳ cục. Những đứa nói: ủa, nó đánh ông kỳ cục mà ông vẫn để cho nó đánh. Nó là không biết nghiệp duyên gì mà nó bắt con cúi xuống là phải cúi xuống. Nó có một cây roi, mà cây roi quýnh đau, ông nó quýnh đau dữ lắm, là nó bắt con cúi xuống, đưa cái mông lên, mà nó bắt là phải tuột quần xuống, rồi nó quất vô đích. Mỗi lần đánh là nó quất 10 cây. Ông nói với bây giờ ngồi nghe pháp của thầy, ngồi nghe không nổi. Kinh khủng chưa? Ông quýnh xong, nó quýnh xong rồi, nó nói nè: từ hôm nay nghe lời, từ hôm nay không được cãi. Cãi là quýnh 20 cây. Còn hơn con. Kinh chưa? Vậy thấy cái nghiệp duyên trong cõi đời này nó đa dạng phong phú không? Nó đầy đủ, cái gì nó cũng có. Vậy thấy ghê không quý vị? Quá kinh khủng quý vị ơi. Hiểu không? Còn có một cái bà này, bà kể như Đức nghe, bà nói rằng con dâu bà đối xử với bà tệ bạc. Từ khi con nghe thầy giảng, con mới hoàn toàn thông cái tâm. Nói đứa con dâu đối xử với bà tệ bạc không tưởng tượng được. Thời gian bà ăn cơm, nó cho bà thời gian ăn là 10 phút. Khi bà ăn chưa hết tô cơm mà nó bớ ra, tại bà bị liệt hai cái chân, bà ngồi chỗ. Cho bà ăn thời gian 10 phút, nó bớ nguyên một tô cơm, bắt bà phải ăn tranh thủ nhất để xong. Khi bà, nó lỡ mà 10 phút bà ăn chưa xong, tán vô mặt bà, văng cơm. Ghê không? Có nghĩa là đối xử cực kỳ tệ bạc. Bà nói rằng là có nghĩa là khổ không tưởng tượng được. Thì quý vị biết rằng là từ từ rồi không nuôi luôn, không nuôi luôn, rồi mới đẩy bà đi ra ngoài đường. Đưa đẩy, đưa đẩy, đưa đẩy, nhưng mà đưa đẩy vô trong chùa mình. Đưa đẩy vô chùa mình. Đưa đẩy vô chùa mình rồi được nhà chùa lo lắng, những đức dạy, những đức hướng dẫn. Bà cởi mở tâm tư, bà nói bà không hờn trách gì nó nữa. Không hờn trách. Thế thì biết á, bà nói những đức câu, bà nói rằng là khi nó đánh bà không cự nó, mà trong tâm bà phát một lời nguyền: nhất định sau này bà có chết, làm ma làm quỷ cũng phải bóp họng con nhỏ này. Phát lời nguyền thấy ghê không? Phát lời nguyền mà không tưởng tượng được luôn. Kinh lắm quý vị.
Và bà nói là cái tâm của bà là nó săn hạn dữ lắm. Khi mà vô Nhuận Đức nói chuyện đều cởi mở tâm tư, bà nghe từ từ, bà nghe lời Nhuận Đức. Bà cũng mới mắt đây mà mắt tốt. Vì có thời gian ở chùa, nghe không? Đó, quý vị biết rằng nuôi nhiều con người, thấy nhiều hoàn cảnh không đơn giản đó quý vị. Nhưng Đức chia sẻ những công đoạn này cho quý vị nghe, để mỗi một con người ngồi đây chúng ta sẽ có mỗi cảnh ngộ khác nhau trong cuộc đời. Đừng bao giờ cho rằng tôi là người khổ nhất trong cuộc đời này. Đừng bao giờ nói câu này. Chúng ta còn ở cõi đời này, chúng ta còn cái khổ. Còn cái khổ. Còn cái cô này cô nói rằng chồng cô đánh cô dã man lắm, toàn bộ là lên gối và cho chỏ. Vị nghĩ vị làm vợ mà bị đánh lên gối và cho chỏ, vị nghĩ sao? Mà phụ nữ mà bây giờ mà chồng mà nó lên gối cho chỏ, quýnh như là quýnh xinê, quýnh như quýnh xã hội đen, vị nghĩ sao? Lên gối cho chỏ rầm, quýnh. Quýnh kinh khủng lắm. Quýnh xong cô này cái tóc dài, nó nắm cái đầu tóc cô này nó kéo vô phòng. Nó quýnh xong rồi nó mới hành hạ. Hiểu hành hạ không? Nó, mà nắm đầu kéo đi không, mà nó quýnh xong rồi là nắm đầu kéo đi vô phòng. Nó, bà nói rõ ràng luôn. Đi vô phòng xong là tuột đồ hết trơn. Tiếp tục quýnh nữa. Quýnh xong rồi làm. Kinh khủng nó là ma hay sao, nó kỳ cục vậy đó. Hiểu không? Rồi mình mẩy bả nó cắn bầm hết trơn. Chắc này biến thái quá. Quýnh kinh khủng luôn. Quýnh xong rồi cởi đồ ra hết. Rồi bắt đầu là tiếp tục quýnh. Quýnh xong rồi cắn. Cắn. Mình mẩy bầm giấu găng cục. Đúng là cái khổ này không đơn giản quý vị. Đúng không? Vậy mà đẻ cho nó mấy đứa con phải không? Ba đứa. Chịu bao nhiêu năm nay? Bà nói chỉ có được một năm rưỡi đầu tiên là hạnh phúc. Hạnh phúc là không bị đánh. Qua một năm rưỡi bắt đầu nó ghen. Bắt đầu nó ghen cô này, mà cô này cũng xinh. Nó ghen cô này rồi bắt đầu là nó nổi máu, nó đánh kỳ cục lắm. Mà cô này thì cô nói rằng bây giờ thôi khổ đau gì cũng chấp nhận vì ba đứa con. Nhưng mà sau này bà nghe những đức giảng rồi bà mới nói thì ra là nghiệp chướng của mình. Những bài giảng đơn giản đó quý vị mà đột phá đó. Xong quý vị biết rằng hoàn toàn bà cởi mở tâm tư ra hết luôn. Bà nói hoàn toàn như thế nào cũng được. Chả chừng nào xong cái món nợ cuộc đời này. Bây giờ con hiểu rồi thầy ơi. Và lâu lâu cũng được đi đến đây cộng tu. Bao nhiêu chị em phụ nữ ở đây là bao nhiêu mảnh đời đó, chứ không phải đơn giản đâu quý vị. Mỗi người có cái khổ đau trong một cái gia đình đó, khác nhau. Cậu nói rằng trời ơi thầy ơi, cái cảnh mà quýnh xong mà nó, con cũng như là một con thú vậy thầy. Xong là nó cỡ đồ hết trơn, nó tóc con dài, nó nắm đầu, nó kéo con lên phòng, lên giường. Mà nó làm kỳ cục lắm thầy ơi. Nó làm dã man lắm. Nó làm kỳ lắm. Và nó kỳ lắm nó, thì trời ơi, mình mẩy thẹo dít. Rồi có khi nó cắn chảy máu. Làm độc người ghét hết chứ. Đau đớn. Làm kỳ cục lắm. Thấy không? Trong cái cảnh ngộ vậy mà phải sống. Phải sống nó. Rồi Nhân Đức hỏi nếu như mà cô bỏ ổng thì sao? Nó nói chỉ cần con bỏ là trước nhất nó giết cha mẹ con, rồi nó giết ba đứa con, rồi nó giết con, rồi nó lấy cái dao nó đâm vô bụng nó. Thứ này chắc là cái thứ gì cũng ớn luôn quý vị ơi. Xong Nhuận Đức nói bây giờ nè cô nhớ nghe, đây là nghiệp duyên cô đã từng đối xử với nó. Cô nghe Nhuận Đức giảng cô nhớ không? Nhìn quả thấy nhân, nhìn nhân biết quả. Bây giờ cái quả là cô đang bị gì là nhân cô đã từng gieo như vậy. Chắc chắn đời kiếp nào cô cũng là đàn ông. Mà cô đối xử với nó là con gái. Cô đối xử y rang vậy luôn. Bây giờ quay ngược lại, nó là đàn ông, cô là con gái, lại nó đối xử ngược lại như vậy. Chứ không có cái chuyện vợ chồng mà đối xử đến mức như vậy.
Như vậy mà nó một chỗ nó chừa ra nó không cắn. Chỗ nào cái mặt nó không cắn. Kinh khủng không? Bà nói từng cần cổ với cái mặt nó không bao giờ cắn. Nên khi bạn đồ vô không ai biết là nó cắn bầm mình. Nó chừa cần cổ với cái mặt lại tàn tàn. Này nó cũng khôn thấy ghê. Kinh không? Mấy bà này vừa nghe chỗ không cắn mấy bà. Mấy bà đơ hết chưa? Tưởng đâu mình nói cái chỗ nào không cắn. Bà đơ cho mấy người, mấy người tôi nói mấy người thì tâm tư mấy người không đơn giản chút nào. Vừa nói tới đoạn đó là tôi thấy là cái cảm giác trong tâm tư á, thấy bị sượn. Cái chữ sượn nó hiện lên rõ ràng luôn. Hiểu không? Nó kinh chưa? Bởi vì mình á, cái ý nghĩ của mình, cái ý nghĩ mà nó lạ kỳ nhiều lắm. Hiểu không? À, ý nghĩ lạ kỳ rất là nhiều. Nếu như chúng ta mà không có nhớ Phật niệm Phật thì ý nghĩ lạ kỳ này còn bao la. Hiểu không? Đó. Nên quý vị thấy không? Có đức thì mặc sức mà ăn, mặc sức mà dùng. Không có đức thì khổ đau te tua tả tơ trong cái cuộc đời này. Bây giờ đơn giản thôi, bản thân những đức ngoài đời một mình mà sống không đủ. Những đức nói quý vị nghe chứ, năm xưa chưa có phải gọi là kinh tế ảnh hưởng, mà là Tết. Là bây giờ gần Tết, bây giờ là những đức đã chuẩn bị mượn tiền. Chuẩn bị mượn mấy tháng lương. Mượn thì dễ, tại vì trả đàng hoàng. Nó, rồi là bắt đầu chuẩn bị mua vài bộ đồ. À, điện thoại về quê, nhờ mấy bạn kiếm vài em nữa. Nó thật luôn á, kiếm vài em đi chơi chung. Nó là tính toán là đi chỗ nào đi chơi. Tính gì không đó quý vị. Rồi ăn Tết có 3-4 ngày xong á, lên thành phố cài. Bạn quần đùi áo thun như nhìn như con ma vậy. Làm muốn chết luôn. Vì mà về quê mang kiến đen, mỏ hô nhọn quét. Mang kiến đen mà còn chu mỏ đi vòng vòng ngoài đường. Thấy người ta mang kiến đưa lên đầu ở trên á. Về quê cũng làm theo. Mua nguyên chai keo mà cứng ngắc á. Tóc thì quắn mà thích. Lấy keo vuốt vuốt vô cái gịch tóc cho nó thẳng thẳng lên. Nhìn đi ra cô hồn vậy. Chè ô. Còn lấy cái mặt mấy cái đen dắt ở trên đầu. Tóc thì dựng dựng lên. Cái đi ra gió một chút kéo đầu kiểu tóc quắn mà. Nó quéo lại. Nó quéo lại. Nó cứng ngắc. À, cứ ngắt à. Mỗi lần mà đụng chúng ai là muốn chạy mình chạy mẩy người ta. Vậy mà phải ăn diện cái kiểu như là mua đen đồ sang trọng. À, vậy đó quý vị ơi. Mà mắt kiến đen mà kiểu mà mua mắt kiến dở. Đi đâu có thấy đường đâu. Mỗi lần mà gặp con gái người ta nhìn thấy đứa nào nấy đen thui. Đen thui từ lùi. Cũng làm bộ xạo xạo. Lấy mắt kiến đen giữa gỡ ra nhìn vậy nè. Kinh khủng không? Có một lần ở dưới quê hồi đó thì bị biết rằng là người ta thường đi cầu là hầm cá cha. Mà mắt kiến đen mà đi hầm cá cha mất ghê. Xạo dữ lắm. Xạo kỳ cục quý vị. Cuối cùng đi xuống kiểu hầm cá cha đi qua cây cầu thì người ta đóng vài miếng dán. Nó còn lỗ 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 quý vị. Đi sao không thấy được. Lọt cái chân xuống. Té cái rầm xuống với hầm cá cha. Tàu ô mất kiến đen mất kiến gì nó dính. Nó dính phân đầy tùm lum lá chứ. bò lên. Ồ quý vị ơi, nó thê thảm, nó xạo gì đâu mà nó xạo kỳ cục. Xạo dữ lắm quý vị ơi. Mà xấu quắc hô hốc mà.
đi đâu cái mỏ chu đi. Ừ, kỳ cục chứ ghê. Mà dê dữ lắm mấy vị ơi, dê. Ngoài đời hư dê thấy ghê lắm. À, bởi vì giết dê giết mỏ nhọn. Cứ ngồi quán cà phê thấy con người ta đi ngang là nút chuột, chuột ôm chuột. Chọc gái ghê dê. Kỳ cục dữ lắm mấy vị ơi. Bởi dê giết mỏ nhọn quét. Mình nói vậy mà nhiều người ta nghe ta thích lắm mấy vị. À, không? Mình có xấu thì mình nói mình xấu thôi, cái sợ gì mấy vị. Thấy không? Nó. Trời ơi, con nhậu vô là hư ghê lắm. Bởi vì nói mấy ông là bỏ nhậu là đúng luôn. Nhậu vô nó đổi tính. Lúc bình thường còn được được mà nhậu vô hư dữ lắm. Nhậu vô một cái mà người ta già khăn nha. Mà kiểu mang mấy kiến đen đâu có thấy già trẻ vậy đâu. Thấy đen thui thù lùi thôi. Thì thấy người ta già khăn mà nhậu vô xỉn đi gặp kêu em. Dưới quê mà nó chửi ghê lắm. Bà mày vậy chứ em. Già chát mà mày cũng không tha. Cái gì Đức quay lại nói em già. Nhiều cái thứ gì nó hư thấy ghê quý vị. Hư kinh khủng luôn. Thấy chưa? Người như vậy mà bây giờ đi học Phật còn nuôi mấy bà già được. Đúng không? Thì Phật Pháp nó hay cỡ nào quý vị? Rõ ràng Phật Pháp hay không? Đó. Nên từ nơi đó mà thấy rõ ràng hư cỡ nào hư mà học Phật vẫn không tệ. Đúng không? Giờ còn hướng dẫn bao nhiêu người ngồi nghe ngon lành. Mà kể mấy câu chuyện gì thôi mà nghe hấp dẫn nha. Đúng không? À. Bây giờ mà gặp vô chùa tu mà gặp mấy cô đi ngang mà chứ mấy cô bắt đồn ôm sùng. Bắt đồn đấy. Chùa có ông thầy dê. Dê dữ lắm luôn. Hiểu không? Nên chụp hình nó đứng kế bên. Nói, người ta đang đưa tay nó cầm tay. Ai kỳ cục cái chàng. Kiểu đó là chết luôn quý vị ơi, không có giỡn đâu quý vị. Thấy không? Thà người ta chụp tay mình kệ. Chứ mình chụp tay người ta nói mình dê. Kẹt lắm quý vị ơi, không? Giỡn cái đó không đơn giản đâu, nguy hiểm. Thấy không? Nó không mà tốt nhất, đặc biệt nhất quý vị. Khi chụp hình chúng ta đừng có dựa nhau quá. Thấy không? Những đứa tiền có sao mà chồng quý vị nó ghen nó quýnh chết một. Hiểu không? Gặp ngay chồng ghen thì sao? Lỡ nó quýnh nó để hai cái gan ăn cháo rồi chết á. Ông mấy cô nha. Quý chứ đừng lỡ chồng hình mà dựa gần quá. Cỡ nào cỡ mà đứng cũng cỡ xa nhiêu đi. Hiểu không? Xa nhiêu là được rồi. Đứng ra xa nhiêu nè. Chứ đừng có áp quá. Nghe không? Áp quá. Như mà cái kiểu mà lấy tay dựa Nhuận Đức. Nhuận Đức thì không có sao, tại Nhuận Đức đâu có vợ con gì đâu. Nhưng mà chồng mới bị nó ghen, nó quýnh luôn Nhuận Đức chết bộ. Để Nhuận Đức còn sức khỏe nuôi mấy bà già vì ơi tội nghiệp. À, nhiều cô sao người ta gặp mình ta cũng quý vị. Ta nghe hoài người ta cũng quý mến mình. Nghe không? Khi chụp hình thì người ta cũng... Dinh người ta dựa sợ. Gặp chồng ghen thì sao? Nó quýnh mình, nó quýnh là càng chết mồ luôn. Lỡ nó kiếm mình nó dưỡng đánh chết mồ. Bây giờ mạng truyền thông nó phát triển. Thấy mà ông thầy bị chồng người ta dược đánh. Nó quay lại đưa lên mạng cái bị. Ô thầy này tiêu rồi. Nguy hiểm mấy vị ơi. Đơn giản đâu phải không? Nó không có đơn giản đâu. Dù người già rồi thì không sao. Mà trẻ trẻ mà cùng chăn lứa nhau như mình nhau á thì thôi mình xa gỡ nhiêu á. Xa nhiêu đi cho nó chắc quý vị. Hiểu không? Cái kiểu mà đứng gần quá khi không biết khi có còn điện không. Giật chết mồ. Thôi cẩn thận vậy là tốt quý vị ơi. Hiểu không?
Cẳng thẳng nghĩa là tốt. Cõi đời này nguy hiểm đó quý vị. Nói dụ như quý vị quý thương những đức thì quý vị tránh những đức xa xa một chút. Chứ những đức thì là giang hồ lãng tử rồi. Ngoài đời mình đâu có nghĩ mình là cái gì đâu cao siêu đâu quý vị. Giờ mình có duyên gì thì mình hướng dẫn người ta tu thôi, chứ mình không có nghĩ mình cao siêu gì hết trơn á. Nhưng mà thôi chúng ta giữ cho nhau để mình tu lâu dài. Đúng không quý vị? Hay nhất là vậy đó. Tôi thấy nhiều bà chụp hình cũng sáp lá cà quá trời luôn. Chụp hình thì sáp dữ quá rồi tôi cũng ớ thiệt á. Có gài quýt chết mồ luôn. Mà khi mà nó có chuyện xảy ra, nó tung hình ảnh tứ tung lang tan quý vị ơi. Những đức bây giờ hình ảnh cũng nhiều dữ lắm, chụp dữ lắm luôn, chụp nhiều kiểu lắm. Ôi có nhiều cô mà mới đứng gần mà đạo ồ dữ lắm quý vị ơi. Nói rồi có một số người nào mà gửa hình những đức nhiều quá gửa ra đây thôi, đừng có gửa nữa, tại giờ hình nó nhiều quá, lịch là nhiều nhất rồi. Giờ gửa nhiều quá tùm lum tứ tung lang tan, ở đâu cũng thấy dán hình những đức. Thôi đừng có gửa nữa, hiểu không? Thôi nhiêu là được rồi, lịch là bao la, chụp hình lịch là nhiều lắm rồi đúng không? Nó ai mà có gửa tôi đừng có gửa nữa, hiểu không? Nên đã xấu xí mất cỡ rồi, chết rồi đó. Xấu xí chụp hình mấy cái bôi hình mà có nhiều bôi mấy bác gửa mà mình đang giảng ấy, vì giống như con ma vậy đang la. Nhưng mà bác canh nó đâu biết mà bác chụp gửa quá trời, gửa lại ai coi tôi cũng sửng sốt. Quý vị những cái điều nhận đức nó giản đơn giản mà nó làm cho quý vị hiện tại bị quên buồn hết trơn, đúng không? Đúng không? Có buồn gì hết trơn nữa chứ, thấy không? Nó nên những điều kể đơn giản đó đó, nhưng mà quý vị hãy suy nghĩ cho sâu sắc. À, suy nghĩ cho sâu sắc nghe. Mình cao xa quá thì người ta nói mình. Mình gần gũi quá thì cũng bị nói luôn. Thì cuối cùng thôi chúng ta hãy giữ cho nhau tốt là được. Nha. Đặc biệt nhất là như vậy. Nên nó nhiều người mà trẻ trẻ đâu. Nha. Kiếm không được thì thôi chứ đừng lên phòng. Lên tới trên phòng chết mệt chứ lắm. Có ngày nó quay phim rồi nó chụp cổ chết vồ luôn. Hiểu không? Nó không phải đơn giản quý vị ơi. Bây giờ nó phim ảnh nó ghê lắm. Hiểu không? Ê quý vị, tôi tránh ra nhau đi. Đặc biệt nhất, bây giờ mình mà được gì cả đời mình quá hạnh phúc. Cái đời mình hướng dẫn ra tu vì không cầu mong gì chứ. Thấy không? Không mà có những đức làm gì cũng được đó quý vị. Thấy không? Cũng làm cho công chúng ngon lành á. Đó. Làm nhiều chương trình. À, chúng ta muốn mình có đức thì mình phải học theo cái đức của người có đức lớn nhất thì nó mau phát triển đức quý vị. Mà cái đức ai lớn nhất quý vị? Phật A Di Đà đó, còn gọi là vạn đức hồng danh. Niệm Phật là niệm vạn đức hồng danh. Nên hôm nay chúng ta có 100 bộ tượng Phật. Nên ngày hôm nay ai ở đây mà gia đình muốn thờ tượng Phật Bồ Tam Thánh Di Đà Quan Âm Thế Chí, đây là đang thỉnh đại đức về nhà nha. Khi những đức chia sẻ Phật pháp xong, niệm Phật xong, quý vị là đây sẽ tặng quý vị. Khi nhận cái phiếu xong, chúng ta qua ngang cái bảo tháp này nè, bảo tháp cái bên thì qua đó quý thầy quý chú gửi cho quý vị. Tại gia đình mình có thờ Phật Bồ Tát, bản thân chúng ta muốn làm việc sai quấy, cái gì không phải chúng ta phải suy nghĩ lại. Nên gọi là cái đức của Phật Bồ Tát soi gọi cái tâm mê muội của mình để tỉnh giác.
Nên nói rằng con người mà khai quang điểm nhãn cho Phật Bồ Tát thì việc này không có. Phật Bồ Tát khai quang điểm nhãn cho chúng ta. Đúng. Quý vị coi bây giờ mỗi buổi sáng chúng ta lên chánh điện tu một thờ, mình nhìn Phật Bồ Tát, mình tu hết một thờ, tự nhiên mình có cái giác ngộ. Rõ ràng đức của Phật Bồ Tát giúp cho mình sáng suốt được tâm trí. Phật Bồ Tát khai quang điểm nhãn cho mình. Nên gia đình mà có thờ Tam Thánh Di Đà Quan Thế Chí thì quá đặc biệt. Nhìn tượng Di Đà giúp mình giác ngộ. Nghe không? Nhìn tượng Quan Âm giúp mình từ bi. Nhìn tượng Đại Thế Chí Bồ Tát giúp mình dùng trí để mà hành sự. Vì phải nhớ rằng con người trong cuộc đời này có dùng tình hành sự cỡ nào thì cũng phải là đặt trí tuệ làm gốc thì nó mới đúng được quý vị. Giống như hoàn toàn dụng tình hành sự mà không có trí là gốc thì chắc chắn quý vị sai là 100%. Không thể nào chỗ nào thoát được, khổ lắm. Mình mê hoặc trong tình cảm mình cũng bị khổ đau. Bây giờ có đức thì mặc sức mà dùng. Bây giờ cái đức đơn giản nhất, cái cuộc sống hiện tại chúng ta ngoài đời. Bây giờ anh chị em cùng cha mẹ sinh ra, bản thân của mình là giờ nghe đạo, hiểu đạo. Chúng ta không có cần đấu đá với anh chị em để giành giật của cải. Đó là đức của quý vị đó. Không? Cái người mà tính toán so đó với anh chị em, giành giật của cải với anh chị em, dù quý vị có giàu nhất thờ, thì đức nói 100% quý vị là người không có đức. Không có đức. Quý vị biết rằng chính như đức thấy rõ ràng nè, một con người này như đức thấy rõ ràng luôn. Sao thì đi tu kiểm định qua người này luôn. Nếu gia đình dưới quê người này rất giàu, dùng quê là họ giàu đứng nhất nhì, nhưng mà cái ông này có cái là ông không có đức. Ông giàu mà ông tính toán với anh em ông từng chút luôn, tính với anh em ông từng chút. Còn khi lúa mà ông chuẩn bị ông bán cho người ta ra, là trước mấy ngày ông xịt nước. Nước nó ngấm ngầm, căng ký nó nặng. Khi người ta mua về thì người ta sấy lại nó bị nhót lại, nên người ta bị lỗ. Ông thì kiếm được tiền nhưng người ta lỗ. Tính rất nhiều cái tính toán. Còn người làm thuê là muốn cho ông là ông giống như ông cắt gọt cái công sức của người ta bớt lại. Giống như muốn người ta làm nhiều nhưng trả tiền thì ít. Ông giàu cái phước đời trước ông tạo, đời này ông giàu, nhưng ông đời này mất đức, không ai qua mặt được ông. Nhưng mà con của ông lại lấy của ông. Có nghĩa là ông tính với anh chị em từng chút đó được, nhưng con ông khỏi cần phải suy nghĩ, nhưng nó lại tính với ông. Thì thấy quả báo chưa? Mất đức nên cái gia đình nó bị ra thành phần gì. Và mỗi một đứa con gái thì thay chồng đổi vợ, con trai thay vợ, con gái đổi chồng. Nó không có cái gì ra cái gì cả. Vợ thì buồn tuổi. Có thằng con trai mà có vợ không có con. Trong một đứa cháu đi ẵm bồng ở ngoài đời mấy vị, không có. Nó khi quý vị biết à, khi mình có phước mà không có đức, quý vị sẽ không bao giờ vui đâu. Còn quý vị không có giàu mà quý vị có đức, quý vị vẫn vui. 100%. Quý vị không có tiền bạc giàu sang như người ta mà quý vị lại có đức. Mà cái đức là cái gì? Nếu nói có đức quý vị không hiểu cái đức là cái gì luôn. Cái đức là cái mà quý vị chấp nhận cái cuộc sống quý vị đang được. Quý vị sống không có hại ai. Cái gì mà tổn hại người khác quý vị không có làm. Còn một cái việc thiện gì mà dưới khả năng mình làm được mình cũng làm. Mình không có muốn làm ai đau khổ, không muốn làm ai buồn. Nên bản thân mình thường vui, đây gọi là có đức. Dễ hiểu, thấy không? Đó. Nên cái cơ hội người ta về chùa mình rất là đông, mình hướng dẫn Phật Pháp.
Nhưng Đức muốn đem những cái văn tự gần gũi đơn giản nhất để chia sẻ cho người ta được nghe. Nên chùa mình càng ngày càng đông. Sau này ở trên chánh điện trên, hai cái tivi kia chuyển lại thành hai cái vị trí tivi chỗ này cho hai tivi cho nó bự, nó dùng cho thoải mái. Chứ giữa ngay chăng cái chỗ cái đồng hồ đó mà phía mặt trước mình có một cái máy chiếu đo cho nó bằng cái mặt đó. Ở trên đó biết chi không? Người ta ở ngoài người ta đứng người ta nhìn thấy. Còn khi mà chương trình ở ngoài xăng 30 thì bật cái máy lên thì ở ngoài xăng thấy luôn. Đó. Còn trên chánh điện trên thì hai cái màn hình cho nó bự. Bắt âm thanh gia cố lại âm thanh cho nó mạnh. Để ta lên kia ta ngồi người ta nghe nó hấp dẫn. Cái âm thanh nó quan trọng. Chứ nghe mà nhỏ mà gặp ngồi mà không trực diện nó yếu. Yếu lắm quý vị ơi. À, nghe không nổi. Nghe không? Suy nghĩ vậy đó. Những cái việc mình làm cho người ta. Nên có nhiều người á, họ nghe mình giảng, ví dụ như có một hai người đi, họ vô bình luận, nó nói rằng sao thầy làm việc Phật pháp mà thầy ưa kể này kia quý. Làm là Phật biết hết rồi. Những Đức nói Phật biết mà chúng sanh không có biết. Đúng không? Nên mình đang sống với chúng sanh chứ đâu phải sống với Phật. Mình về cực lạc đi, mình sống với Phật thì mình khỏi kể. Tại thế giới cực lạc nó đầy đủ hết trơn, người kể làm chi. Mà con người cực lạc ta rộng rãi, người ta đâu có keo kiệt như đây. Hiểu không? Cũng vì người ta keo kiệt quá nên kể để áp đặt người ta, cho người ta mở tâm ra. Niệm gì người mà quý vị. Còn giờ quý vị nói bây giờ làm việc Phật sự ba la mật. Ba la mật là tùy theo cái nhân duyên quý vị, là không ai biết nên mặc. Không ai biết nên mặc. Còn nếu như mình có sức ảnh hưởng lớn, làm thiện phải nỗ lực lên, phải nổ bùm bùm lên. Để làm chi? Để nhiều người biết thì nhiều người mới làm. Mình niệm gì người ta chứ mình đâu có cầu cái danh đâu. Đòi hỏi là cái tâm bạn đang cầu cái gì, hãy xác thực nhất đi. Đúng không? Thí dụ như giờ những Đức làm chương trình khiếm thị, những Đức mà không nổ bùm bùm, làm gì có cái chuyện mà khắp nơi nơi tập trung về để chương trình khiếm thị. Đúng quý vị? Rồi những người quý vị muốn đi kêu gọi để cho chương trình tiền khiếm thị, quý vị cũng không làm được. Thầy có nói gì đâu mà quý vị nói. Con này những Đức nói nên từ cha mà lẳng con, chắc chí chết gì. Nó tập trung ào ào bùm bùm lên. Cái cõi đời này làm thiện thì phải bùm bùm lên, làm ác thì ẹt ẹt xuống. Thấy không? Làm thiện thì phải hướng lên, mình làm ác thì mình đi xuống, mình ẹt ẹt xuống. Ai kêu bị làm ác mà bùm bùm chi? Cái cõi nó ác quá mà làm ác nó bùm bùm, nó ác theo cả đáp. Nên cái việc ác ở cõi đời này gói gọn lại, bỏ nó ra sau lưng. Lụm bỏ nó ra sau lưng đi quý vị. Còn cái thiện thì nó nỗ lực lên, phát động chương trình thiện lên. Để nhiều người nhìn đó mà làm thiện theo. Thấy không? Đó. Nên chúng ta, mỗi người đều có khả năng nổ. Có những người ngoài đời, quý vị coi một gia đình có hai chồng một đứa con giàu mà cũng nổ nữa. Nổ nó bị người ta ghét. Còn mình đó là nổ cho mọi người. Tùy theo cái nổ của quý vị. Thấy không? Nên nhờ cái danh của Phật mà chúng sanh trên quả địa cầu này mới tiếp nhận Phật. Cái danh đó cũng là nổ đó. Hiểu không? Đó. Có nhiều cách khác nhau thôi. Chỉ cần quý vị vì người ta thì lương tâm quý vị sẽ thấy thoải mái dữ lắm.
Còn nếu như cá nhân mình thì thôi, chìm cỡ nào kệ, chìm cỡ nào cũng được. Hoặc ra thiền ngồi giữa sông trôi bồng bềnh cũng không sao. Thì có một mình nó thoải mái quá quý vị, nổ chi. Còn đông người thì phải nổ. Ví dụ như bây giờ ăn uống đi, một món ăn đơn giản mà qua miệng những đức là trở thành món ăn xịn sò, đúng không? Ổ bánh mì bình thường thôi mà nó trở thành ổ bánh mì cao cấp. Cây mai bình thường thôi mà trở thành cây mai xịn. Rõ ràng chưa? Đâu phải ai cũng có khả năng nổ đến đạt cái trình độ đó quý vị. Quý vị biết á, cái sức ảnh hưởng của người tu hành và người truyền đạo, từ xuất gia tới cư sĩ, quý vị biết cái sức ảnh hưởng của họ đó. Tại sao sức ảnh hưởng họ mạnh vậy biết không? Họ không có đứa con mà người vợ kế bên. Hiểu chưa? Tại vì họ không có người vợ và đứa con kế bên, nên họ làm cái gì người ta nghĩ là làm cho người khác, chứ họ có cái gì đâu mà làm cho người ta. Đó. Năm xưa Bác Hồ thì cũng nhìn ra. Nên từ nơi đó mọi vị biết rằng ngài sức ảnh hưởng lớn nhất của bậc lãnh tụ đã ảnh hưởng Bác Hồ lớn nhất. Thật sự mà nói thế giới cũng nhiều bậc lãnh tụ, nhưng mà sức ảnh hưởng lãnh tụ của Bác Hồ là mạnh, được đi vào lòng người cao độ nhất. Các nước khác người ta cũng tán thán một vị lãnh tụ của đất nước người ta, nhưng mà không đạt như Bác Hồ là vì Bác Hồ quá gần gũi nhân dân. Quá gần gũi nhân dân, đúng không? Đó. Nên cái người tu quý vị nói, tại sao mà cái người tu họ nói cái gì người ta nghe răm rắp ta, họ kêu cái gì có sức mạnh cao độ, chỉ ngay cái chỗ không có vợ và con bên cạnh, đúng không? Nhân Đức nói bây giờ mà Nhân Đức mà từ bên kia qua đây giảng mà vợ Nhân Đức đi theo và đứa con đi theo, mà gặp mà bây giờ Nhân Đức ngồi giảng đây mà vợ nó bận áo dài, nó ngồi đó nó nghe pháp với tìm đứa con nữa, thì quý vị tiêu đời quý vị rồi, sức ảnh hưởng quý vị không mạnh được. Vì vị giảng pháp mà vợ quý vị nó ngồi bận áo dài tha son đánh phấn, nó ngồi bên dưới nó nghe kế bên mình, thì quý vị nói gì sức ảnh hưởng nó không mạnh, chỉ là nhân sinh một gia đình chứ không đạt đi đến giải thoát cao độ quý vị, hiểu không? Này là 100% luôn đó. Nên cái người tu hành cái sức mạnh về truyền bá của họ cao là gì? Độc thân. Họ sống độc thân nên họ mạnh lắm. Họ làm cái gì họ niệm niệm gì người ta, chứ họ không bị một người đàn bà cuộc lôi kéo nghịch lại. Họ muốn làm gì là bản thân họ phát động mà họ làm thành công là vậy đó. Đó, giống như Đức Phật năm xưa mà ngài chỉ cần chỉ cái việc quý vị giúp cho cái nơi nào là người ta đi làm liền, vì Đức Phật chỉ giùm mà ta tin Phật là vì Phật có trí tuệ, Phật chỉ chỗ nào là thành công chỗ nấy, nên Phật chỉ cần chỉ thôi là người ta đã đi làm rồi. Không, quý vị hỏi gì sao thầy biết, Phật chỉ là người ta làm. Bây giờ quý vị nghe lời kinh của Phật mà người ta nhắc qua cái miệng người khác mà quý vị còn tin, mà không chỉ là Phật trực diện, đúng không? Phật mà trực diện thì thôi, sức mạnh nó cỡ nào không tưởng tượng được. Đức của Phật lớn, mà cái đức là nó ngay gì niệm gì người khác, cái đức nó mới lớn. Chứ bây giờ mình còn có cái của mình nhiều quá thì không có nói được thông đâu. Nên muốn truyền bá Phật pháp mà có sức mạnh nhất là phải toàn tâm toàn ý, phải nghĩ về người ta. Toàn tâm toàn ý nghĩ về người ta. Bây giờ quý vị kêu họ tụng kinh nó không tụng, vì kêu họ niệm Phật họ không niệm, vì cho họ ăn nó họ sẽ ăn thì được. Dùng cách này để độ họ, vì họ lỡ ăn thì hãy độ họ. Nói với họ tu nhân được quả họ không chịu, cho cái may để may mắn thì họ lỡ. Thì chúng ta dùng phương pháp này để độ sanh. Cái giáo pháp của Đức Phật nó đa dạng phương tiện, nó đâu phải chỉ có một môn nào chết cứng đâu quý vị. Đó, nên chúng ta phải nghĩ ra nhiều cách.
Hiểu nhiều cách. Nên mấy cái giường mai á, mà khắp nơi nơi á, mà bán không được á. Bây giờ Nhân Đức nói cho vị nghe nè, quý vị bán không được vì để làm chi? Người ta ngày xưa đứa con gái lúc còn trẻ đẹp, bao nhiêu người coi làm giá không gả. Sau này qua tuổi 30 lỡ thờ xấu đi, không ai ngó ngàng đến, thì lúc đó đi kiếm mối. Đi kiếm mối để gả có mà, có không? Kiếm mối mà, cha mẹ phải kiếm mối. Cha mẹ phải nhờ người này người kia đi kiếm để mà bắt cầu đi cho qua đây. Hay không? Đó. Nên từ nơi đó mà khi gả thì con nhỏ này còn chọn lựa, thì cha mẹ nói mày chọn lựa để mày muốn ở giá hả? Cái thờ mày 18, 19 tuổi mày cứ nhúng mày chề. Nhiều thằng tao thấy cũng được mà mày cứ chê khen. Bây giờ cái tuổi của mày là cái tuổi lỡ thờ, cái tuổi mày là cái tuổi mà hạ giá rồi. Mày hạ đi để có một thằng rước mày. Tuy cái thằng này nó không có đẹp gì, nó bị hoàng chút, bị lé một chút, nhưng mà có đỡ hơn không con? Có đỡ hơn không? Nó nên lúc mà mình đương thờ mình đừng có làm giá quá nghe. Làm giá quá coi chừng ở giá đó. Thấy không? Đó. Nên á mấy cây mai ngày xưa cái thờ đương thờ bán có giá lắm. Nhưng bây giờ là hết thờ rồi. Thì bây giờ mà quý vị muốn có thờ thì đem lại đây đưa những đức để tặng cho người ta. Có thờ. Bây giờ quý vị cứ tính đi nè. Bây giờ bán thì bán không được, mà phải nuôi. Quý vị nuôi hoài biết chừng nào bán được đây. Thà quý vị lỡ đây, quý vị nhờ những đức lấy giùm những đức gỡ cho một chút xíu phân bón, đúng không? Mà những đức là tặng không, hoàn toàn không bán. Vừa một là quý vị được cúng dường kết duyên tu phước tu duyên với chúng sanh. Hai là những đức cũng tặng không mà còn gỡ quý vị một chút quà cáp cái lộc của Tam Bảo cho quý vị, đúng không? Đem chừng chục ngàn cây lại đây, những đức tặng sạch nhất luôn, không còn một cây nữa. Khoảng một chục ngàn cây mới thoải mái quý vị ơi. Ừ, nó nên cái nơi mà chồng mai mà nghe như vậy rồi đồn ra đi. Vài chục ngàn cây cứ đem đây cũng được nữa. Chúng ta cho làng sớm này mỗi người cây để cho năm Tết hôm nay họ may mắn. Hiểu không? Mai đem về những đức bưng cái ly nước á. Như đứa bước ra. Yeah! Hiểu chưa? Bung 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 nước. Thì cái mai này trở thành cái mai ngôi Tam Bảo. Thấy không? Uống nước mà. Thấy không? Ta bước ra, ta ngồi, ta đi vòng vòng thôi. Hiểu không? Uống nước lia lịa chứ. Và trở thành cái mai ngôi Tam Bảo. Mà cái mai ngôi Tam Bảo thì mình nhặn mà đem về nhà một cái không đơn giản. Hiểu không? Không đơn giản chút nào. Có cái bà kia, cái bà kia nghe bà lão nói như đứa nghe câu này, 100% bà đang ngồi đây nè. Bà nói vậy nè: dạ thưa thầy, đem cái mai về vừa lặt lá trồng, tối đêm đó nằm mơ thấy cây mai trồng mà không chỗ bông. Nằm mơ bà nói cây mai trồng mà nó không có chỗ bông. Xong cái bà nói: tờ cái mai của thầy ông tặng mà sao nó không có chỗ bông. Nó xong á, cái tự nhiên bà thấy Nhân Đức bước đến, thì Nhân Đức nói: bà cứ chăm đi nó chỗ bông. Bà kể rõ ràng mà, trong mơ quý vị.
Xong cái tự nhiên bà chăm nó, cái ngày mai nó chỗ một cái bông bự thiệt là bự, một bông màu thiệt là bự luôn, cái bông bự dữ lắm. Bà nói cái bông cái mai gì, cái bông nó bự thiệt là bự, một bông một mà nó bự dữ lắm. Tiền ơi, ngộ vậy này chắc mai cần lạc quá vậy ơi, đúng không? Quý vị biết nha, người ta mà niệm niệm gì người, quý vị biết vì sao mà có cảm ứng không? Tại người ta niệm niệm gì người nên cái món đồ người ta mà đưa quý vị nó có âm hưởng cái tâm vào đó, không có giỡn đâu. Mỗi món đồ người ta là âm hưởng vào đó đó, nên cái tấm lịch những đức tặng quý vị nó âm hưởng cỡ nào. Tại vì sao? Cái tâm quyết những đức ngồi quý vị 40 phút, những đức ngồi những đức viết những câu đó đó 40 phút. Tại vì thời gian những đứa không có nên những đứa ngồi luôn 40 phút những đứa viết từng câu từng câu từng câu gì. Rồi xong hết trơn là những đứa chụp từng bôi hình, những đứa mới đắp cái những cái câu viết nó vô trong cái tấm hình đó, làm cái tấm lịch. Trong vòng 40 phút nè quý vị biết, 40 phút là thời gian những đứa nửa tiếng viết nè. Rồi thời gian chụp hình 10 mấy 20 phút đó đó là chụp hết tất cả hình đó. Rồi những đứa mới chỉ mấy chú cũng làm ra. Rồi là gỡ người ta đi liền là người ta làm cái tấm lịch đó. Nên từ nơi đó mới bị biết rằng là cái tâm quyết, tuy nó thời gian chừng một tiếng đổ lại thôi mà cái tâm quyết nó đặt vào đó nhiều quá. Tâm quyết đặt vào đó quá nhiều quý vị. Cái đặt vào đó vậy tặng quý vị thì nó chắc chắn là nó phải có cái gì đó đặc biệt. Cái đặc biệt là quý vị nhìn tấm hình, quý vị đọc dòng chữ nhắc nhở quý vị, tự nhiên nó có một cái cảm ứng là từ nơi cái pháp vị trong cái tấm lịch. Hiểu không? Hiểu thì tự nhiên mình nó trân quý đặc biệt lắm quý vị à. Nên những đức khi làm tấm lịch mà những đức ghi cái chữ ngày mới là quý vị biết rồi, tâm những đức nghĩ đến mức nào. Nếu những đức nói cái năm mới thì nó qua năm nó thành năm cũ. Những đức nghĩ ngày mới thì ngày ngày niệm Phật là mới. Nó mới hoài luôn quý vị. Ngày mới, hiểu không? Nó nên cái lúc nào cũng là chúng ta mới mẻ chứ. Nhìn tấm lịch cái mới mẻ, ngày mới mà. Nên từ nơi đó đó cái tâm làm việc nó đặt vào đó lớn quá. Nên mỗi lần mình làm một cái gì là mình tuy không có hiểu nhiều nhưng mà mình suy nghĩ, mình đặt ra những vấn đề mà cho nó xác thực vào con người ta. Giống như là bữa 25 Tết những đức tặng vị món quà mà bây giờ chưa nói được. Cái món quà mà tiêu trừ quán khí này không đơn giản đâu quý vị ơi, hiểu không? Từ nơi đó mà quý vị biết rằng những đức viết những dòng chữ trong đó cũng là một phương pháp mà truyền tải tịnh độ, hiểu không? Nó rồi á, trời ơi, những đức chụp một tấm hình nó cừ hả cái miệng ra cành bành. Tại vì sao thì biết không? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Đúng không quý vị? Cuộc đời quý vị chỉ cần có nụ cười là quý vị có ngày mai. Chùa mình vì sao mà nó phát triển với một cái tầm phát triển của nó rất mạnh, mà một con người phát triển đó thì là một con người quá tầm thường, là vì cái tâm của mình đặt vào đó cho người ta là bằng một cái vấn đề phát triển đơn giản. Vậy ai cũng tiếp được quý vị, ai cũng tiếp nhận được quý vị à. Đó, nên chúng ta đến với cuộc đời này mình cố gắng, đối với cha mẹ còn tại thế thì mình cố gắng mình hiếu đạo. Vì một ngày nào cha mẹ cũng chết đi, chúng ta bây giờ muốn báo hiếu cũng không được. Nên cái đặc biệt như đức khuyên quý vị, cha mẹ già, chiếc máy nghe pháp đến với cha mẹ quan trọng. Mua một cái tivi bật cho cha mẹ dễ coi, có khi mắt mờ chứ điện thoại coi cũng khó. Nên ban đầu thì ngồi nghe với cha mẹ để gầy dựng, rảnh thời gian thì ngồi niệm Phật hộ niệm với cha mẹ cho quen. Khi cha mẹ nghe thời gian quen và vui, mình đi làm cha mẹ bật lên cha mẹ tự nghe. Cha mẹ tự nghe.
Dù mình bận biểu nhưng mình dành thời gian để mình làm sao để cho cha mẹ mình được ảnh hưởng Phật Pháp, tiếp nhận Phật Pháp. Đây là báo đại hiếu trong cuộc đời mình. Nếu bây giờ cha mẹ mình không niệm Phật, cha mẹ mình chết đi thì đa phần đỏ chứ. Dù bây giờ chúng ta có lo cơm ăn áo bận đầy đủ cỡ nào, nhưng cha mẹ chết đi bị đỏ thì có được gì đâu. Tại vì mấy mươi năm trong cõi đời này so với tam đồ ác đạo thì giống như cái búng tay. So với tam đồ ác đạo và mấy mươi năm cuộc đời này như cái búng tay. Mà cái khổ ở cõi đời này nó triền miên không dứt. Khổ trong tam đồ ác đạo còn gấp ngàn tỷ lần. Nên chúng ta tìm mọi cách để làm sao giúp cho cha mẹ mình hiện đời tiếp nhận được Phật Pháp, nhất là pháp môn niệm Phật. Nhất là pháp môn niệm Phật. Bây giờ như người, một người mẹ mà có đứa con nhỏ xíu muốn họ nghe Pháp, họ ẹ cũng khó nghe. Nhiều ông bà cha mẹ muốn dẫn đứa cháu lợn, tập cho đứa cháu nhỏ nhỏ mà bằng cái áo lam, gặp những đức vô chắp tay. Đó là món quà lớn nhất của ông bà cha mẹ mà tạo cho con cháu. Tạo cho con cháu. Bây giờ những đức hỏi quý vị nè, phân tách cuộc đời những đức ra. 29 tuổi mới gặp Phật Pháp. Từ lúc còn nhỏ tới 29 tuổi tạo bao nhiêu nghiệp trước? Gần nửa đời người. Từ 29 tuổi gặp Phật Pháp tới bây giờ, quý vị coi những đức mới sống những ngày tháng làm việc cho quý vị ý nghĩa. Phải không? Bây giờ nhà Đức nói với quý vị nghe, bây giờ con quý vị mà học tới tiến sĩ đi chăng, con quý vị cũng chưa chắc làm được như những Đức. Giỏi lắm làm một công ty nước ngoài gì, hoặc là kiếm tiền được nhiều lo cho vợ cho con. Có khi lo cho vợ cho con mà chưa chắc lo cho cha mẹ nữa chứ. Có khi người ta học nhiều mà ta hướng theo cái cuộc sống xã hội phát triển, tự nhiên người ta không có nhìn tới người già, không có nghĩ tới cái chuyện gần gũi với cha mẹ. Thì vị coi họ mất đi một cái mà phước báo quá lớn trong cuộc đời họ. Mất đi cái lớn vô cùng luôn. Nên đa phần con người ta bây giờ, người ta chạy theo các học vị để thành đạt sự nghiệp thế gian. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui rồi, con cái đạt tới sự nghiệp thế gian, nhưng cha mẹ thì bị bỏ rơi rớt. Bây giờ nhiều Phật tử đi về đây nè, quý vị đã dẫn dắt cha mẹ mình, quý vị được đi đến chùa. Có khi con ngồi kế mẹ, kế cha vì thấy hạnh phúc quá trời. Quá hạnh phúc. Mà gặp được một ngôi chùa mà hướng dẫn Phật Pháp đơn giản, bình dị, gần gũi. Những đức nói cái ngày thứ bảy mà nó an lạc, nó vui gì đâu. Buổi chiều. Thấy không? Buổi sáng chủ nhật, quý vị thấy không? Quý vị về đây tự nhiên làm như nó tan biến hết đi cái nỗi buồn trong cõi lòng quý vị. Thật sự luôn á. Mà vì sao quý vị, cái nỗi buồn trong cõi lòng nó tan biến được? Là cái niềm vui nó chất đầy quá. Thì tự nhiên nó áp cái nỗi buồn nằm bên trong cái niềm vui ở bên ngoài. Nên cái buồn quý vị nó bị lép. Vô đây là nỗi buồn bị lép. Còn ngoài đời buồn phong phú. Mà cái buồn của cái thế gian phong phú là vì sao? Vì đấu tranh phong phú. Mà chỗ nào đấu tranh phong phú, giành giật phong phú, tham lam phong phú, thì cái nơi đó khổ đau phong phú. Khổ đau đa dạng. Bây giờ quý vị coi, phải khổ đau đa dạng phương diện không? Vì cái thủ đoạn phong phú. Thủ đoạn con người quá nhiều bây giờ, càng ngày càng thủ đoạn nhiều. Nếu mà lùi lại 100 năm trước thì bảo đảm quý vị, lùi lại nghe, con người ta ác chưa phong phú như bây giờ. Phải không? Bây giờ á, quý vị tính đi, 20 năm trước sát sanh cũng chưa phong phú như bây giờ. Không? Mấy chục năm về trước chiến tranh không phong phú như bây giờ. Thấy chưa? Vậy thì sao? Chắc chắn
rằng khổ đau quý vị sẽ cũng phong phú như quý vị ác phong phú. Khổ đau đa dạng luôn. Nên cái xã hội càng phát triển này là cái khổ của nhân sinh nó càng cao. Như năm nay này nhiều người đi làm xí nghiệp vì thấy. Bây giờ hiện tại nhà Đức nghe nói ở đây nè, người làm công bị bớt đi rất nhiều. Còn quý vị biết người ta dưới quê người ta lên, ta nói như Đức nghe, bán thì đông mà mua thì ít. Bán rất là đông mà mua rất là ít. Mà cái Tết năm nay nó đã khổ vậy thì Tết năm sau càng khổ. Phải là cái khổ càng nhiều không? Khổ càng ngày càng nhiều. Cái mặt phát triển thì quý vị nhìn cái mặt chính, nhưng cái phụ của con người rất là đông thì rất là khổ. Quý vị nhìn có nhiều người giàu thì cực kỳ giàu, làm ăn rất là lớn, nhưng có nhiều người nghèo thì nghèo rất là nhiều. Còn ngày xưa nó đi mất mức chung quý vị, nó chung, ai cũng có cơm gạo để ăn lai rai. Tết nhất quý vị thấy cái mùa Tết ngày xưa, cái mùa Tết nhân sinh, cái mùa Tết nó cảm giác như là Tết đoàn viên quý vị. Còn bây giờ nó cảm thấy nó khó khăn quá, mọi mặt nó khổ vì vật chất nó cao, con người ta không có đeo theo nổi. Còn ngày xưa cái Tết đơn giản quá thì con người ta có chút đỉnh tiền cũng ăn được một cái Tết. Còn bây giờ thì vật chất nó quá cao, tiền ít làm sao ăn Tết được đầy đủ đây. Nên con người ta cảm thấy cái Tết hôm nay bây giờ không còn vui như những Tết ngày xưa. Không? Lấy quay giờ khiếm thị tới nữa nè. Phải không? Phải đứng ra làm được chúng sanh lợi ích. Dù mình không có tiền cho người ta, mình lợi mình giữ cũng vui. Mình nhìn bao nhiêu mảnh đời người ta khổ, bản thân mình cảm thấy rằng cái khổ của mình không đến nỗi như người ta. Hiểu không? Ngoại tài bố thí, nội tài bố thí. Thì người ta đi vô không biết đường đi đường nào thì mình dẫn người ta đi vô trong nhà ăn, hoặc là mình dẫn người ta vô chánh điện, mình dẫn người ta lỡ chỗ ngồi, mình sắp mũ, sắp niệm cho người ta, giúp cho người ta. Cái đó là nội tài bố thí chứ gì quý vị. Đúng không? Chứ đừng có ngại nghe, ngại rằng là quen mà thấy người ta cho tiền còn mình không cho tiền lỡ ngại quá. Đừng có nghĩ gì bậy quá. Tiền ở đâu mà cho mà bao nhiêu ngàn con người này, từ khi một tổ chức tập trung được mới làm được. Còn đâu phải ai cũng có thể mà cho hết cái số tiền mà 7.000 người. Bây giờ quý vị nghĩ bây giờ cho người 2.000 thôi, nó cũng thành 14 triệu. 14 triệu đâu có đơn giản. Nghe không? Người có tiền thì không nói chi, người không có tiền kiếm 14 triệu cũng khó. Tết mà có 14 triệu ăn Tết cũng được được. Thế vậy. Đó, nên ta nói gấp gió thành bão là vậy đó. Thì ngay ngày mùng 9 đó, buổi sáng đó, dẫn con cháu đồ đến cho nó nắm tay người mù nó dẫn đi. Mà chỉ nó dẫn đàng hoàng chứ nó dẫn ra ngoài đường là chết mồ luôn. Dẫn chết điệu, dẫn ra ngoài đường chết mồ quá chứ. Hiểu không? Dẫn, mà dẫn người khiếm thị dẫn nhẹ nhẹ. Dẫn từ từ. Chứ mình nghĩ bây giờ người ta sáng mắt như mình. Bây hổm như Đức kể câu chuyện mà cái bà đó bà dẫn người mù. Đầu tiên mới dẫn 50 người đi, bà dẫn chút còn có 2 người, 48 người, nó không biết nó lạng vô cái chỗ nào mất tiêu. Mà người mù là nó đáp nha quý vị, nó đáp chỗ nào là nó chụp được nó dính. Thì bây giờ nó dứt tay ra rồi, thì nó coi chỗ nào bám được nó bám chỗ đó. Cuối cùng đoàn An Giang mà nó bám đoàn Tây Ninh. Nó bám quý vị. Nên mình dẫn người mù đi, mình đi mình phải có tâm. Đi ngang mấy cái rốc cao đồ này kia mà đi chậm chậm. Chứ mình đừng có kéo nó ngang cái gốc cao nó té gãy găng chết mù đó luôn. Mù mà quý vị. Gãy tay gãy chân nữa. Tội nghiệp. Tiền không được nhiêu mà gãy tay gãy chân chết mù. Hiểu không? Thêm cái nữa kiếm thị kỳ này là có mỗi người kiếm thị một cái máy nghe pháp. Hiểu không? Cái máy cái này đẹp dữ lắm quý vị ơi. Cái máy cái này đặc biệt lắm. Cái máy này mà phổ biến cũng ngon nữa. Không biết nó bền hay không chứ mà thật sự thì cái máy này nó đẹp quá, nó gọn mà nó làm đẹp quá quý vị. Ở đây là cái máy đầu tay mà tặng người kiếm thị luôn. Chuẩn bị rồi 7.000 cái. Thấy không?
Nó thôi bây giờ chúng ta tính là những người mà khỏe chúng ta thì thôi đừng có nhận cái máy này, để cho người mù họ đủ trước đi quý vị. Tội nghiệp người mù với người què, nếu mình nhận họ không có làm sao tội nghiệp họ không. Nó rồi cái bữa đó đó, những đức để nguyên cái phản chống cái khúc ở trên này nè, để cho một số các cô mà trưởng đoàn đồ này kia rồi đó, để ngồi ở đây để khi có ca sĩ hát mình quơ tay quơ chân một chút xíu nhớ. Chứ bây giờ quý vị nghĩ đi, bây giờ ca sĩ hát mà bây giờ mà không ai quơ tay quơ chân hát không nổi, mà mù nó đâu có thấy đường đâu mà quơ. Nghĩ cho người ta, mù có thấy đường đâu mà quơ, mà hát mà đơ đơ thì ca sĩ cũng thấy đuối nữa. Cái mình giảng pháp mình nhìn mình biết, hiểu không? Nên lựa một số các cô mà bận đồ xanh đỏ trắng rồi đó, nó ngồi ở trên cao mớ đẹp dữ lắm nghe, cao mớ quay phim rất là đẹp. Nó thì lợi trước đó, lợi kiếm chỗ này nè, ngồi phía trên này nè, nguyên một khúc phía trên, hiểu không? Mà kỳ này khiếm thị, kỳ này có mấy người ca sĩ khiếm thị rất là hay. Có một thằng kia, cái thằng mà nó bị tật mà nó hát nhạc rất là hay, mà nó tật hai cái chân bị nhỏ xíu à. Hát nhạc lính đồ hay dữ lắm, mà nó cũng tật nguyền. Cái này có nó hát nổi tiếng lắm á, nhận đâu. Đó thì thôi kệ, một cái chương trình mình tổ chức những đức nêu trước cho quý vị, để chi quý vị biết cách quý vị đến dự chương trình nó làm sao. Còn khi tặng tiền là nó phải theo quy trình, thấy không? Theo cái quy trình. Bây giờ những đức hướng dẫn quý vị nè, khi mà ca sĩ hát xong thì đoàn đồ đó, nhớ kỹ là chúng ta khi đi đến đây tặng tiền người khiếm thị đó, là mỗi một người nên bố trí cái nhân sự mình tặng tiền như thế nào cho rõ ràng đi. Tặng tiền phải làm sao đi cho nó có hàng lối đàng hoàng, đừng có đi tá lả âm binh, kẻ có người không, kẻ có người không, thấy không? Nó để cho cái tổ chức nó đặc biệt, kỳ này sẽ ngồi tá lả âm binh, ngồi tùm lum tùm la nè, chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe. Khi quý vị cho những đức chỉ quý vị, là quý vị cho từ ở ngoài cho vô, cho từ ở ngoài cho vô. Khi ở ngoài cho xong rồi vô trong là nó ớp mé quyết định luôn. Còn ai cũng nghĩ rằng phải cho ở trong trước, nên nó trở thành một cái nơi quá chen lắm, đông đúc người ta. Nên từ ở ngoài mình cho vô, gom tới cuối cùng là chánh điện ở trong. Nghe không? Nên có những người là từ bên ngoài cho vô, nhưng mình thấy có những người như vậy thì chúng ta cũng từ ở bên trong cho ra bên ngoài, để nó chia tản cái nhân sự cho tiền ra, đúng quý vị? Nó nên những đức hướng dẫn quý vị hết rồi đó, mỗi một vị trưởng đoàn tặng tiền, mỗi một người đến đây cho tiền nên có một nhân sự, và ai làm chủ đồ này kia mà tặng tiền thì nên rủ nhân viên đến và chỉ dẫn họ một, có một cái cách cho là có hai người cầm cờ, hai người cầm cờ. Thí dụ như bây giờ đi 15 người đi cho tiền, thì chúng ta là cho hai người cầm cờ là 17 người. Thì qua cái hàng 15 đi qua tới chỗ là cái người cầm cờ đứng ngay cái hàng 16. Thì qua 15 hàng nữa, cái người cầm cờ thứ 17 đứng đầu tiên. Để làm chi? Nó chặn chỗ đó lại để cho nó đúng vị trí, rồi tới tiếp tục khoăn ra tiếp tục đi. Vậy thì mới cho đều được. Còn nếu như đi đãi đi càng là cho trùng lập hết. Mình vừa cho xong người này cho nữa trùng lập. Tại vì mong ai cũng có quý vị. Ai cũng có một chút để ăn Tết. Ăn Tết. Đúng không? Nên nhớ rằng Phật Pháp là nền giáo dục. Nên mỗi một con người chúng ta nên sống có đạo đức, chân thật niệm Phật. Để đời này chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị. Ai với đạo Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.